Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Ở video ngắn lần này thì tôi chia sẻ với các bạn cái cách để làm một cái video giới thiệu sản phẩm với cả 5 bước cơ bản ngắn gọn là như thế nào. Nhân tiện thì tôi chia sẻ với các bạn tôi đang đứng ở đâu. Đấy, các bạn xem, tôi đang đứng ở trên mái nhà. Tôi đang đứng ở trên nóc nhà của nhà tôi. Thứ nhất là ở dưới thì con cái nó đang chơi, đang nghịch ngợm, rồi ồn quá. Đấy, thì vô thì có tạp âm thì mất công là phải lọc nữa. Cái thứ hai ở trên đây thì đang nắng tốt, các bạn thấy tôi đang nheo mày, nắng rất là tốt. Cái điện thoại của tôi là iPhone, nó đời Napoleon, do đó là không có ánh nắng thì nhìn nó rất là tối. Và cái thứ ba nó là gì, là tôi muốn có một cái gì đó ấn tượng, có một cái gì đó đặc biệt nên tôi lên nóc nhà tôi quay video. Đấy, các bạn xem, đấy toàn cảnh. Bây giờ thì đang Covid, không có cái gì là tuyệt vời bằng ở nhà đúng không các bạn? Nóc nhà của nhà tôi. Rồi, chúng ta bắt đầu. Thì để trước khi bắt đầu với một cái video ấn tượng lần này thì tôi có một cái lời kêu gọi, đó là bạn hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Đấy, các bạn thấy là nắng, rất là nắng mà phải lên trên nóc nhà này để quay một cái video ấn tượng, để chia sẻ với bạn cách để làm một cái video. Và đổi lại đó là gì, đó chính là một cái nhấn đăng ký kênh của bạn mà thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu cho các bạn nhé. Đây, ngày hôm nay tôi giới thiệu các bạn cái sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm nước súc miệng mà tôi cũng đã trải nghiệm được gần 2 tháng nay. Chính xác là từ đầu cái mùa Covid mà chỉ thị 16 đấy, là tôi ở quận Gò Vấp, thì chỉ thị 16 thì đó là cái quận đầu tiên của Hồ Chí Minh. Đây, nước súc miệng này rất là tuyệt vời, thơm, ngon. Súc vô thì sao, cảm giác rất là khoan khoái. Vâng, các bạn nếu mà muốn đặt hàng thì nhấp vào cái số điện thoại ở phía dưới hoặc là để lại comment ở phía dưới các bạn nhé. Tôi rất vui đấy, ở cái video ngày hôm nay thì tôi không có bán cái sản phẩm này, nhưng mà thông qua cái sản phẩm này thì tôi muốn lấy nó là một cái sản phẩm mẫu để tôi hướng dẫn các bạn, tôi chia sẻ với các bạn cái cách để tôi làm cái file video về cái chai nước súc miệng này. Thì cũng tương tự như vậy, bạn đang kinh doanh một cái sản phẩm gì, bạn đang hợp tác một cái sản phẩm gì đó, thì những cái gì mà tôi chia sẻ trong cái video ngày hôm nay thì bạn có thể áp dụng hoàn toàn để bạn làm file video ở trên chính cái sản phẩm của bạn đó. Rồi thì tôi bắt đầu một cái file video để chia sẻ, nói chung là về cái thể loại và về sản phẩm như thế này thì thông qua 5 bước. Mà cái điều đặc biệt của cái file video này ở chỗ đó là gì, là bạn không cần phải đưa mặt ra, bạn không cần phải dùng cái tiếng nói của bạn luôn, không cần phải dùng cái tiếng nói của bạn luôn, mà nó gọi mình dùng gọi là gì, là tiếng nói của máy. Có nghĩa là gì, là máy nó sẽ đọc hộ các lời thoại cho mình, các bạn hiểu không? Máy đọc hộ là bởi vì lý do là sao, trong cái giai đoạn đầu làm video đó, tôi và tôi cũng tin chắc rằng rất là nhiều những cái bạn mới làm video rất là ngại để đưa cái mặt ra. Không phải là vì cái dung nhan của mình, có một cái gì đó là mình đối diện là cái camera này mình không tự tin cho lắm, nói đúng hơn là mình không quen cho lắm, cho nên mình rất là ngại mình đưa cái mặt ra. Cái thứ hai là cái giọng nói của mình. Tại vì sao, mình đâu có nói nào giờ đâu, mình mới làm video mà mình nói rất là ngây ngô, mình nói rất là ngọng nghịu hay thậm chí là vùng miền ở này kia nữa. Thì sao, mình đó là cái tâm lý rất là ngại. Khi mình làm một cái file video một cái thời gian rồi đó, mình quen rồi thì những cái tâm lý mà tự ti, ngại ngùng, e thẹn như vậy thì nó được loại bỏ. Thì khi đó thì ra thì chúng ta mới có thể là sẵn sàng đối mặt với cả camera như thế này. Thì trong cái giai đoạn ban đầu thì làm sao để vượt qua được cái sự ngại ngùng đó, thì chỉ có một cách thôi, đó là gì, là chúng ta phải đối diện nó nhiều hơn, phải thực hành thực tập nó nhiều hơn. Nhưng mà nói thì nói thế thôi, nhưng mà tôi biết vẫn có khá nhiều bạn là gì, là vẫn rất là khó để làm cái điều đó. Thì sao, thì chúng ta có một cách khác, đó là gì, đó là chúng ta nhờ máy để nói giúp cho chúng ta. Thì cái file video lần này thì tôi muốn nhấn mạnh cái điều đấy. Rồi thì tôi quay trở lại cái vấn đề, đó là gì, là năm bước để làm một cái file video để giới thiệu sản phẩm. Thì cái bước đầu tiên chính là cái bước soạn kịch bản. Chúng ta phải soạn kịch bản trước. Thì sao, thì tôi chia sẻ với các bạn cách thức để soạn một cái kịch bản video là như thế nào. Cái bước số 2 nữa rất là quan trọng, đó là gì, chúng ta chuẩn bị những nguyên vật liệu. Những nguyên vật liệu ở đây là gì, đó là chúng ta chụp hình sản phẩm, chúng ta quay sản phẩm, hoặc là gì, chúng ta có thể là tìm ở trên mạng. Đó là gì, đó là chuẩn bị cái nguyên vật liệu để chi, để chúng ta sẽ biến tấu, để chúng ta sẽ đưa vào trong video của chúng ta. Mà không có hình ảnh, không có video để giới thiệu thì sao, thì làm sao chúng ta có cái, chúng ta biên tập ra cái video của chúng ta được. Đấy, chúng ta lưu ý chỗ này. Rồi cái bước số 3 nữa, đó là gì, đó là cái bước mà chúng ta sẽ chuyển văn bản thành giọng nói. Ở bước số 1 là chúng ta đã có kịch bản rồi đúng không nào, thay vì chúng ta nói trong những cái câu chữ ở trong kịch bản chúng ta đã chọn, chính chúng ta nói, chúng ta thâu âm vô. Đây giống như tôi cũng đang nói với các bạn này, chúng ta thâu âm vô.
Rồi, nhưng mà bây giờ thì sao? Tôi đã nói rồi, cái phần video này tôi nhấn mạnh ở chỗ là gì? Bạn không cần phải lộ mặt và bạn không cần phải lộ cái giọng nói của bạn luôn. Thì do đó là gì? Làm sao để chuyển cái văn bản mà chúng ta viết như vậy đó, chúng ta đánh máy như vậy đó, trở thành là một cái file âm thanh có máy đọc của chúng ta, cái lời thoại đó. Là cái bước số 3, chuyển văn bản thành giọng nói, người ta gọi là text to speech. Đây là text to speech. À, rồi, đó là cái bước số 3. Đó. Bước số 4 chính là cái bước đó là gì, là chúng ta sẽ đưa vô Canva tất cả ba bước hồi nãy đó, ba bước trước là chúng ta sẽ đưa vô Canva. Canva đó là một cái ứng dụng chạy trên nền web canva.com đó. Đa phần nào giờ thì sao, thì nó rất là mạnh về biên tập hình ảnh, chỉnh sửa hình ảnh, nhưng mà rất ít người biết là gì, Canva cũng là một quá trình để biên tập video nữa. Đó, như tôi đã nói, cái file video này là tôi chia sẻ đến những bạn, đến những người mới, rất mới, thậm chí là gì là nào giờ chưa làm cái video bao giờ cả, thì sao để cân công cụ Canva nó rất là tuyệt vời dành cho những cái bạn như vậy. Còn khi mà chúng ta đã chuyên nghiệp rồi, chúng ta muốn nâng cấp lên video, chúng ta nhìn nó chuyên nghiệp hơn, hiệu ứng nó nhiều hơn, chuyển cảnh nó nghệ thuật hơn, vân vân, thì chúng ta sẽ dùng những cái phần mềm biên tập nó xịn sò và nó chuyên biệt và nó chuyên trách hơn. Chúng ta lưu ý đây, tôi video này tôi muốn nhấn mạnh lại là tôi dành cho những cái bạn mới bắt chân bắt đầu vào cái lĩnh vực là biên tập video thì mới dùng Canva thôi. Rồi, và cái thứ năm nữa là gì, là xuất file và đưa lên YouTube. Như vậy là năm bước tất cả. Đã, tôi chỉ được nhắc lại là bước đầu tiên là bước viết kịch bản, bước thứ hai là chuẩn bị nguyên vật liệu, đấy, bước thứ ba là chuyển văn bản thành giọng nói, bước thứ tư là dùng Canva để biên tập, và bước thứ năm đó là gì, xuất file và upload lên trên YouTube. Rồi, thì tôi xin được phép bắt đầu chia sẻ từng bước một. Rồi, bước đầu tiên là chúng ta chuẩn bị kịch bản, là chúng ta chuẩn bị cái gì? Tôi sẽ nêu ra ba cái vấn đề rất là quan trọng ở trước khi cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị kịch bản, chúng ta lưu ý cho tôi. Cái thứ nhất là cái sản phẩm mà chúng ta định giới thiệu, cái cách tốt nhất là chúng ta đã trải nghiệm cái sản phẩm này, ít nhất đó là gì, là chúng ta dùng thử. Ở đây thì sao, thì như tôi nói hồi nãy đã có một cái chỗ mà không biết là bạn có để bạn thấy không, là cái chai này là tôi đã dùng gần 2 tháng rồi, tính từ lúc đầu cách ly tới bây giờ. Như vậy là với 2 tháng thì đương nhiên là với cả những cái sản phẩm mà nó đặc biệt, nó đặc thù á, tôi nói ví dụ như là về bên đông y này, rồi bên thuốc này, rồi về bên vitamin khoáng chất thực phẩm chức năng này nọ đó, thật sự mà nói thì 2 tháng nó là một thời gian rất là ngắn. Thậm chí có những cái sản phẩm mà chúng ta phải trải nghiệm nó dài hơn, một cái thời gian nó dài hơn để thậm chí là chúng ta có kết quả nữa cơ. Còn cái này là nước súc miệng, thì tôi thấy là cái thời gian như vậy cũng là tương đối ổn để tôi có thể mạnh dạn là gì, tôi giới thiệu cái chai nước súc miệng này với cả tất cả mọi người rồi. Đấy, thì chúng ta lưu ý cái yếu tố đầu tiên là chúng ta phải trải nghiệm sản phẩm đó, và chúng ta phải có một cái cảm nhận hay một cái kết quả gì đó, nó mặc dù nó nhỏ nhỏ nhưng nó tương đối ban đầu tôi cũng đợi. Đấy, chúng ta lưu ý cái chỗ này. Rồi, ở cái yếu tố số 2 nó rất là quan trọng. Mặc dù biết rằng chúng ta giới thiệu cái sản phẩm này ở trong cái file video của bạn ấy, mang file video về giới thiệu sản phẩm để nhằm mục đích cuối cùng là bán cái sản phẩm này. Tuy nhiên, đây là cái file video để chúng ta up lên trên kênh YouTube của chúng ta. Và tôi nhấn mạnh lại, cái file video này tạo ra cái kênh YouTube của chúng ta. Do đó, chúng ta đừng có quá đặt nặng cái vấn đề về bán hàng ở trong cái file video này, mà chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề rất là quan trọng, đó là gì, đó là chia sẻ. Có thể là chia sẻ kiến thức, có thể là chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, hoặc là chia sẻ một cái gì đó. Tại vì video ở trên YouTube nó có hai cái đặc thù rất là quan trọng các bạn ạ. Cái đặc thù thứ nhất đó là gì, đó là mang tính chất giải trí. Nó giải trí, bán buôn nặng quá, nặng nề cái chuyện kinh doanh bán buôn quá là cũng có người xem chứ phải không, nhưng mà rõ ràng là chỉ cái tệp khách hàng của chúng ta, cái tệp mà đối tượng xem nó sẽ rất là nhỏ. Đó, chúng ta lưu ý đó. và cái yếu tố thứ hai đó của một cái video ở trên YouTube đó là gì, đó là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng. Đấy, chúng ta lưu ý đó, thấy không? Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, chứ còn đừng đặt nặng cái vấn đề về bán buôn. Đấy, nếu mà cái file video của chúng ta có cả hai yếu tố đó thì càng tốt, đó là vừa giải trí và cái thứ hai nữa đó là gì, đó là vừa chia sẻ kiến thức, kỹ năng. Đấy, như tôi vừa rồi làm, các bạn thấy là tôi cũng rất là chịu khó, tôi leo trên nóc nhà. Rồi vừa rồi tôi quay một đoạn nhỏ nhỏ, tôi phỏng vấn con rồi tôi đưa vô. Mặc dù cái file video này là chia sẻ cách thức để làm ra một cái file video để giới thiệu sản phẩm thông qua 5 bước. Đấy, nhưng mà tôi cũng đưa vô lồng ghép vô một chút xíu, đó là gì, đó là cái đời sống hoặc là cái gia đình của tôi, để mang cái tên giải trí hơn, giải trí hơn. Đấy, chúng ta thấy là thì sao, một cái file video như vậy thì sao, rõ ràng là cái tệp đối tượng mà xem cái này thì chúng ta thấy rõ ràng nó mở rộng hơn, đừng đặt nặng cái vấn đề về bán buôn. Đấy, chúng ta lưu ý. Rồi, cái yếu tố thứ ba đó là chúng ta phải chia sẻ rất là chân thành, rất là thật, kiểu như là có sao nói vậy người ơi vậy đấy. Rồi tôi quay trở lại cái bước số 1 của chúng ta, đó là gì, đó là cái cách mà chúng ta viết cái kịch bản.
Rồi thì cái điều đầu tiên đó là gì? Đó là chúng ta cần lưu ý, đó là những cái thể loại khi mà chúng ta làm những cái file video về sản phẩm đó, thì chúng ta có những cái thể loại về video như thế nào? Người ta gọi là chủ đề lớn đó các bạn ạ. Chủ đề lớn có nghĩa là như thế nào? Tôi nói ví dụ những cái chủ đề như thế này sau đây. Cái chủ đề đầu tiên rất là quan trọng về sản phẩm, đó là những cái sản phẩm mà nó tương đối, nó kén khách hàng. Ví dụ như là gì, là khách hàng tầm cao cấp. Ví dụ như cái sản phẩm mà cần một cái độ trending nhất định như nào đó. Tôi nói ví dụ như là gì, về vấn đề về đông y này. Tôi nói ví dụ như là vấn đề về thực phẩm chức năng này, hoặc như với những cái khóa học đào tạo chuyên sâu này, vân vân này. Thì sao? Thì cái thể loại mà về giới thiệu sản phẩm đầu tiên đó chính là gì? Chính là chúng ta kể câu chuyện. À, telling story, cái tên của nó đó bạn. À, cái chủ đề là chủ đề lớn là kể câu chuyện. À, thông qua cái việc mà chúng ta trải nghiệm sản phẩm, chúng ta kể câu chuyện. Cái câu chuyện thì sao? Nó có ba cái điểm nhấn rất là quan trọng các bạn ạ. Cái thứ nhất là gì? Là cái đối tượng chúng ta kể là gì? Nếu chính kể về chính bản thân chúng ta càng tốt. À, chào các bạn, hôm nay tôi rất là vui mừng gặp các bạn ở đây. Và 2 phút sắp tới thì tôi chia sẻ với bạn, đó là cái câu chuyện của cái câu chuyện trải nghiệm của các bạn, chính bản thân tôi về cái dòng sản phẩm này, nước súc miệng này, vân vân. Đấy, thì sao? Thì biết ngay tôi đang đề cập tới cái đối tượng là chính bản thân tôi. Tiếp tục là cái điểm nhấn tiếp theo nữa, đó là thứ nhất là nhân vật rồi, cái thứ hai nó là cái nhân vật đó nó sẽ gặp một cái biến cố, là có sự cố gì đó. Rồi thì sau đó thì trải qua hàng loạt những cái bê bối, những cái khổ sở với cái biến cố đó. Rồi thì sau cái biến cố đó, vô tình tình cờ gặp được một cái nhân duyên, hoặc là gặp một cái người giới thiệu, hoặc là vô tình đi đâu đó gặp vào đó, thì mới gặp được một cái giải pháp solution, gặp một cái giải pháp. Thì tại cái thời điểm này thì bây giờ may mắn là gặp cái giải pháp đó, thì sao? Những cái biến cố, những cái sự cố lần trước thì bây giờ nó khôi phục lại, nó được giải quyết hết, hoặc là thậm chí là được nâng lên một cái sức khỏe mới, một cái tầm cao mới, vân vân. Đó, thì cái kiểu mà chia sẻ nó có ba cái điểm nhấn như vậy. Thứ nhất là có nhân vật đấy gặp một cái sự cố gì đó, cái sự cố đó gây ra những cái đau đớn, những thiệt hại như thế nào. Rồi sau đó là gì, gặp một cái giải pháp, cái giải pháp đó là phục hồi lại cái thiệt hại lần trước là làm sao. Thì đó là cách kể chuyện mà tôi thấy là rất là hay, cuốn hút. Và đặc biệt nữa đó là gì, nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng người nghe thế nào đó. Rồi cái tiếp theo đó là một cái thể loại mà chúng ta thấy rất là hay gặp nhiều là ở trên YouTube đó là cái thể loại là unbox và review sản phẩm. Ví dụ là đặt một cái chai nước này, đóng một cái tiền hàng, một cái bao bì bên ngoài, rồi mình quay cái cảnh mở hộp ra như thế nào, rồi phát biểu cảm nhận về bao bì mẫu mã nào, thì có thể là gì, là dùng thử như thế nào đó, vân vân. Thì nó gọi là chủ đề làm video là unbox và review sản phẩm. Giờ một cái thể loại thứ ba nữa, một cái topic thứ ba nó rất là hay về giới thiệu sản phẩm đó là gì, đó là chia sẻ cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của bản thân khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm đấy. Chúng ta nhớ rồi thì ở đây nó sẽ có một cái vấn đề mà sẽ có rất là nhiều bạn gặp phải, đó là gì, đó là chúng ta giới thiệu sản phẩm chúng ta thiên về các đặc tính kỹ thuật quá. Cái sản phẩm này được chiết xuất từ hai cái thành phần chính, đó là gì, đó là cái cây bạc hà và cái lá trà xanh. Rồi trong cây bạc hà thì có chất này, trong trà xanh có chất này, vân vân. Thì người nghe vô tình chung người ta sẽ tự ra đặt cái câu hỏi trong đầu, ô cái người nói này có phải là chuyên gia không, không biết là cái người này đã ăn học ở trường lớp nào, đã có bằng cấp như thế nào rồi, có phải là bác sĩ giáo sư gì không ta. Như vậy là gì, nó sẽ rất là nguy hiểm đó. Thay vì chúng ta quá nặng về yếu tố kỹ thuật như vậy đó, thì ra được chia sẻ cảm nhận. Tôi chia sẻ với bạn là ở một cái điều đơn giản như thế này, đó là tôi không phải là người chuyên gia. Tôi nói thật với các bạn là tôi cũng chả có hiểu biết chuyên môn gì đâu. Cái điều tôi dùng cái sản phẩm này, tôi thấy là gì, rất là thơm miệng, cái thai rất là sạch răng. Rồi cái tiếp theo nó là gì, cái hơi thở của tôi rất là thơm, vân vân. Cái kiểu như vậy các bạn ạ. Cho chúng ta đừng có đi sâu quá về các đặc tính kỹ thuật. Đấy, cái kiểu mà chia sẻ như vậy người ta gọi là gì, là chia sẻ cái cảm nhận của bản thân, dùng nó như thế nào. Chia sẻ cả về tiêu cực cả về tích cực luôn. Trong giai đoạn đầu thì cũng nôn mửa, ói mửa như nào, rồi cũng rụng tóc, rồi cũng là gì, là nổi mụn như nào, vân vân. Sau đó vô tình chung đó mới biết là gì, đó là cái cơ chế đào thải tự nhiên của cơ thể khi mà phản ứng với lại những chất lạ, vân vân. Đấy, thì cái kiểu là gì, là trải nghiệm cái cảm nhận của bản thân như vậy đó các bạn ạ. Rồi sau đó là gì, là thu được những kết quả như nào, thì các bạn người đó khỏe thì làm sao, da rẻ nó hồng hào như thế nào, tâm khí nó được bình an như thế nào, vân. Đó là cái kiểu chia sẻ trải nghiệm khi mà sử dụng một cái sản phẩm nào đó, là cái thể loại thứ ba đó các bạn ạ. Đấy, thì sao đây ạ? Một cái thể loại thứ tư nữa đó là gì? Đó là chia sẻ cảm nhận mà tôi hay gọi vui là cái kiểu là mini survey.
cả một sơ bơi rất là dài, cũng 7-8 phần gì đó, mà thì ta chia sẻ ngắn lại còn nó 3-4 phần gì đó. À, cái thứ nhất đó là gì? Đó là những cái sự cố ban đầu mà chúng ta gặp phải trước khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm nào đó, sản phẩm này hoặc cái sản phẩm mà bạn đang có đó. À, cái là những cái vấn đề, những cái problem mà bạn đang gặp phải. À, chúng ta lưu ý ha, thì cái đối tượng mà chúng ta muốn nhắm đến đó thì chúng ta cũng phải hiểu rất là rõ là gì, người ta đang gặp phải những cái vấn đề gì hiện tại của họ đó, mà ngày trước mình cũng gặp phải những vấn đề đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là gì? Đó là cái công dụng tính năng của sản phẩm. Chúng ta lưu ý nha, cái thứ hai nó công dụng tính năng. Còn nếu không á, đó là cái chúng ta nêu được cái lợi ích của sản phẩm thì lại càng tốt. Chúng ta lưu ý nha, hai cái khái niệm này nó khác biệt với nhau rất là nhiều các bạn nhé. Công dụng hay tính năng chỉ đơn giản thôi là chúng ta đọc trên catalog hoặc là chúng ta đọc ở cái nhãn mác sản phẩm chúng ta đó, và ta thấy liền. Tôi nói ví dụ là cái chai này là dùng là gì? Thứ nhất là để khử khuẩn ở trong miệng, đó, nó có thành phần trà xanh nó khử khuẩn ở trong miệng. Cái thứ hai nó bạc hà là giúp được thơm miệng, đó là rồi thơm hơi thở, sạch răng, sạch lợi, sạch vòng họng, đặc biệt là trong cái mùa Covid này. Như vậy là tôi đang miêu tả về cái công dụng và tính năng của nó, cái điều đó rất là tốt, đúng không? Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn hiểu sâu về sản phẩm á, chúng ta không nói công dụng và tính năng, hoặc là gì chúng ta nói nó ít hoặc là ở phía sau, mà cái mà chúng ta muốn nhấn mạnh là cái lợi ích mà nó mang lại. Cái lợi ích nó mang lại rất là quan trọng, đó là gì? Là chúng ta có thêm được một cái công cụ, một cái giải pháp để hỗ trợ ở trong cái mùa Covid này. Đó, giúp cho bạn là gì? Là tự tin, giúp cho bạn là yêu đời, giúp cho bạn là gì? Là không ngại ngùng khi giao tiếp trước đám đông, giúp cho bạn là gì? Là nổi bật, giúp cho bạn là khác biệt. Vâng, 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 những cái đó là cái lợi ích, những cái lợi ích các bạn nha, chứ không phải là còn là cái công dụng hay là tính năng nữa. Đó là cái số 2. Đó, và cái số 3 nữa là gì? Là một số cái thông tin về nơi sản xuất. Nơi sản xuất hoặc cũng có thể là chúng ta nói về một vài cái đặc tính kỹ thuật của nó, một vài cái đặc tính kỹ thuật cơ bản. Đấy, ví dụ như đây là gì? Nó chiết xuất từ ba cái thứ rất là quan trọng là trà xanh. Đó, rồi một vài cái đặc điểm của trà xanh là như thế nào. Rồi cái thứ hai là bạc hà như thế nào. Và cái thứ ba là muối. Ở trong đây nó có cái muối đó. Đấy, thì sao thì chúng ta có thể là đề cập một chút xíu về là gì, cái cấu trúc, cái đặc tính kỹ thuật của cái sản phẩm này. Hoặc là gì, là chúng ta có thể nói một chút xíu về cái nơi sản xuất. Về cái nơi sản xuất cái này. À, cái đây thương hiệu về Colgate nổi tiếng rồi đúng không? À, chứng chỉ về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh hoặc là một vài cái chứng nhận về sản phẩm này là như thế nào. Đấy, rồi, và cái thứ tư nữa đó là gì? Là một vài cái thông tin về đặt hàng, hoặc là gì, một vài cái khuyến mãi, hoặc là một vài cái ưu đãi khi mà khách hàng của bạn là ra hành động ngay trong cái file video này. Ví dụ như là gì, là tôi tặng thêm một cái phần quà nhỏ nhắn, xinh xắn, đó là cái con vịt này, ví dụ vậy, để cho giúp cho bà Thảo vô trong bồn tắm của các bé, để bay đến lúc tắm cho nó vui vẻ. Đấy, hoặc là gì, mua cái chai to tặng thêm một lai nhỏ, hoặc là gì, là mua trước cái dịp Quốc Khánh 2 tháng 9 này thì được giảm 35%, vân vân. Đấy, thì sao, một vài cái chính sách bán hàng, một vài cái lời kêu gọi bán hàng, hoặc là một vài cái thông tin đến cách thức để đặt hàng, đó là cái thứ tư. Đó, cái kiểu như vậy là để tôi hay nói đơn giản, đó là chia sẻ cái video ở dạng mini show bay. Để tôi nhắc lại là có những cái phần chính như sau. Cái đầu tiên đó là gì, là nêu ra những cái vấn đề mà chính bản thân mình hoặc là cái đối tượng mình nhập tân đang gặp phải. Đấy, nhưng mà nha, cái vấn đề rất là quan trọng, người ta chỉ xem một cái file video khi mà người ta thấy được hình ảnh của ta trong đó. Chúng ta lưu ý cái chỗ này, người ta thấy được hình ảnh của ta trong đó, hoặc là người ta thấy được một cái sự liên quan gì với người ta ở trong đó. Chúng ta lưu ý nha, thì người ta mới xem tiếp. Người ta sẽ không thôi, người ta suy nghĩ đơn giản là cái file video này làm cho người A, người B, người C, đâu phải là cho tôi xem để làm gì. Trong số hàng hà các xa số là rất nhiều cái file video khác. Đấy, cái yếu tố thứ hai rất là quan trọng, đó là gì, là miêu tả công dụng hay tính năng, hoặc cao hơn một tí là gì, là miêu tả về cái giá trị của sản phẩm đem lại cho họ là như thế nào, hoặc là gì, giải quyết được những cái vấn đề gì cho khách hàng. Rồi, yếu tố thứ ba nữa là gì, là một vài cái đặc tính kỹ thuật hoặc là một vài cái thông tin về cái nơi sản xuất. Và cái yếu tố thứ tư nữa là gì, là một vài cái chính sách bán hàng, thông tin đặt hàng vân vân. Thì tôi gọi cái kiểu như vậy đó là chia sẻ video ở dạng mini show bay. Rồi, thì tôi vừa nêu ra là các cái chủ đề lớn mà bạn có thể lấy ý tưởng đó để bạn làm cho cái kịch bản của file video của riêng bạn. Trong cái file video ngắn này thì tôi chia sẻ hai phần thôi. Cái thứ nhất là gì, là cái những cái vấn đề mà trước khi sử dụng cái sản phẩm mà tôi gặp phải.
thứ hai là gì, những cái công dụng, tính năng và những cái lợi ích của cái sản phẩm này khi mà tôi sử dụng nó. Đấy, thì tôi soạn ra kịch bản, tạm gọi là kịch bản mẫu để cho bạn tham khảo luôn. Thì cái kịch bản này theo tôi thấy ấy, thì đâu đó cái file video trong cái thời lượng từ 5 tới 7 phút và khi chúng ta soạn ra được một trang A4, một trang A4 ở trên máy tính của chúng ta các bạn ạ, ở trong file Word hoặc là file Google Doc ở trong máy đó, thì là gì, là vừa đủ cái thời lượng và vừa đủ cái nội dung mà chúng ta làm nó ngắn quá đó, thì khách hàng xem, đối tượng xem người ta cảm giác rất gì đó, rất là thiếu ý, rất là gì đó cột ngủ. Đấy, chúng ta lưu ý cho đó. Thì còn nếu mà bình thường á, thì chúng ta soạn ra độ khoảng là từ 2.5 đến 3 trang A4 với cả một cái thời lượng là từ 12 đến 15 phút. Đấy, cộng thêm là gì, những cái hình ảnh và những cái video ở cái bước số 2 mà như tôi nói hồi nãy nữa. Và tuy nhiên là tôi đã nói về kịch bản câu chữ không đó, ngay bây giờ là tôi sẽ diễn hoàn, tôi sẽ demo để các bạn thấy là tôi sẽ làm một trang A4 mà thôi. Đó, thì cái thời lượng là trung bình là từ 5 đến 7 phút. Đấy, chúng ta lưu ý. Ở cái bước số 1 này thì tôi chia sẻ đến cái bạn mà cái cách mà tôi xây dựng cái kịch bản về cái sản phẩm là nước súc miệng trà xanh. Cái này là tôi đã soạn sẵn ra cái file đây. Cái file này là file Google Doc này. Đây, tôi mở ở trên Drive này. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta vô Drive chúng ta đấy, drive.google.com này. Và chúng ta lưu kịch bản đến đây luôn. Và kịch bản tôi đặt tên là nước súc miệng trà xanh này. Đó. Rồi thì các bạn xem nhé. Thì đầu tiên các bạn xem này, đã một vài cái format hơi lạ này, nhìn là biết ngay là gì, là tôi lên mạng đúng không? Tôi sẽ dò tìm, là tôi sẽ tổng hợp thông tin. Đây. Đó, tôi sẽ dò tìm, tôi tổng hợp thông tin lại. Vì đây là cái kịch bản để chi, để mình làm video, thì do đó là gì, mình có quyền là gì, là mình sẽ sưu tầm, mình sẽ tổng hợp thông tin từ nhiều bên. Chúng ta lưu ý như này, chúng ta không phải ngại cái chuyện là bản quyền đó. Nhưng mà quan trọng nữa là gì, là trong này cũng phải có một vài cái hàm lượng, cái content, cái câu văn của chúng ta. Rồi đây các bạn thấy này, cái chỗ này là chắc chắn là tôi gõ này: chào bạn, với mong muốn có được hơi thở thơm mát cũng như những công cụ hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID, tôi đã may mắn tìm được sản phẩm nước súc miệng Colgate Plus Fresh Tea trà xanh. Trong video này tôi chia sẻ đến bạn những trải nghiệm mà tôi có được khi sử dụng nước súc miệng này trong gần 2 tháng vừa qua. Đó, trước khi chia sẻ về sản phẩm nước súc miệng, tôi đề cập đến các vấn đề về răng miệng mà người Việt thường gặp phải. Đó, ví dụ là hơi thở có mùi lạ này, rồi sâu răng, rồi lở miệng này, cái này là nhìn là biết ngay là tôi lên mạng tôi có bì về này, các bạn thấy này. Đó, như vậy là tôi trình bày 3 cái vấn đề mà về răng miệng mà người Việt Nam chúng ta là hay gặp phải, mà cụ thể là tôi cũng đã và đang gặp phải luôn. Đấy, hơi thở có mùi lạ, sâu răng và lở miệng. Rồi, thì sao ở phía dưới này thì mình sẽ có một cái câu để mình dẫn, hoặc là mình người ta gọi là kết nối hoặc là dẫn nhập đấy. Thì chúng ta thấy được đấy. Như vậy này, chúng ta sẽ đối mặt rất nhiều phiền toái về răng miệng nếu như không tìm được giải pháp tốt giúp phòng và ngừa các vấn đề về răng miệng. Chính vì lý do đấy, tôi tìm đến cái này sai chính tả, chứ không phải sửa chính tả luôn ha. Tôi tìm đến nước súc miệng Colgate trà xanh. Đấy, các bạn thấy không? Rõ ràng là gì? Là tôi có cái sự copy ở trên mạng và đồng thời là tôi có đưa thêm một vài cái câu để tôi kết nối vào để cho cái bài văn, cái kịch bản của mình nó liền mạch hơn. Chốc nữa thì ra thì chuyển thể thành video thì nó mới tốt được. Rồi, tiếp tục ở phía dưới này, nước súc miệng Colgate Plus Fresh Tea trà xanh này. Cái này thì chắc chắn là tôi copy rồi. Các bạn thấy là cái chữ nghiêng, chữ ngải, rồi chữ đậm, chữ nhạt là tôi copy rồi. Đấy, chứa floor này, giúp ngăn ngừa sâu răng và làm giảm cái mảng bám vi khuẩn hình thành những nơi bàn chải khó tiếp cận này. Đấy, thì những cái này là gì? Như ta đã nói rồi, là những cái công dụng hay là những cái tính năng đặc điểm. Đấy, chúng ta thấy đó. Và có thêm một tí xíu nữa là về giá trị sử dụng. Chúng ta đấy, nước súc miệng này Plus Fresh Tea 250ml diệt khuẩn 99%, giúp hơi thở thơm mát suốt 24 tiếng, bảo vệ níu răng, ngừa sâu răng. Đó. Rồi, có sáng bóng, có tự tin gì, có ấn tượng gì đó nữa thì mình đưa thêm vào đây. Chúng ta lưu ý đó. Rồi, có thêm một cái câu để hướng dẫn sử dụng này. Hướng dẫn sử dụng này: sau khi đánh răng, súc miệng với 20ml trong 30 giây rồi nhổ đi, sử dụng 2 lần trên ngày. Rồi, và đương nhiên có thêm một cái phần nữa, đó là gì, là cái phần về đặt hàng, về thông tin đặt hàng. Ta lưu ý, ví dụ như là gì, là inbox đặt hàng thì chúng ta dán cái địa chỉ fanpage của chúng ta vào, rồi hoặc là để số điện thoại đó, vân vân, Zalo đấy. Thì sao, thì đây là một cái nó rất là cơ bản để chúng ta thấy đấy. Tôi vừa soạn đúng một cái trang A4 đây, tôi zoom lại cho các bạn xem này. Đây đó, zoom lại các bạn xem nha.
Đây đó. Đây, đúng vừa vặn một trang A4 chữ không. Và tôi đã co cái lề trên, lề dưới, rồi lề trái, lề phải nữa. Chứ còn nếu không thì nó ra cỡ khoảng là một trang rưỡi. Đấy, như vậy là gì? Là mặc dù là tập tành, mặc dù là demo cho các bạn xem thôi, nhưng mà một cái kịch bản mà ít nhất là nó phải như thế này. Các bạn thấy đấy, đầu tiên là gì? Là mình có một cái câu mở đầu này, một cái lời mở đầu này. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa đó là gì? Là những cái thực trạng này, những cái vấn đề mà khách hàng đang gặp phải này. Rồi tiếp theo nữa đây là gì? Đây là một cái câu để kết nối hay là câu dẫn này. Rồi, và dưới cuối cùng nữa là gì? Là những cái công dụng, những cái công dụng, những cái tính năng về sản phẩm này. Và cuối cùng nữa là gì? Là hướng dẫn sử dụng này. Đấy, chúng ta thấy là rõ ràng là gì? Như vậy là 3 hay 4 phần đó nó kết nối với nhau thành một cái trang A4 và khá là đầy đủ ý. Mặc dù là gì? Là mới ở cái cấp độ là giới thiệu thôi. Mới ở cái cấp độ là rất là nông thôi, chứ chưa có gì gọi là sâu ở đây cả. Đấy, và tôi, các bạn thấy là trong toàn bộ cái bài này của tôi là gì? Tôi không đề cập tới cái yếu tố gì gọi là chuyên môn gì cả. Đấy, không cần phải chuyên môn ở trong cái chỗ này các bạn nha. Rồi, ok, như vậy là bước số 1 là về cái chuẩn bị cái kịch bản. Như vậy là được rồi. Thì ngoài ra thì như cái file video đầu tôi đã giới thiệu đó, thì các bạn muốn phong phú, chả lẽ bây giờ một sản phẩm, bây giờ một bài như này, đúng không nào? Thì chúng ta phong phú thêm cái kịch bản chúng ta, thì chúng ta có những cái kịch bản khác. Đấy, ví dụ như kịch bản kể chuyện, giờ mình nhá, kể chuyện đó, có nhân vật này, rồi cái thứ hai nữa là gặp sự cố này, và cái thứ ba nữa là có một cái giải pháp gì đó. Rồi cái thể loại thứ hai nữa là gì? Là unboxing review này, review sản phẩm đó các bạn, à, mở hộp và đánh giá sản phẩm đó. Rồi cái thể loại nữa về kịch bản thứ ba nữa đó là gì? Là chúng ta chia sẻ cái cảm nhận, cái trải nghiệm của bản thân khi mà sử dụng sản phẩm. Đấy. Những cái chỗ này là tôi mới nói về cái công năng thôi các bạn nha, tôi nói về cái công năng thôi chứ chưa nói về cái trải nghiệm về sản phẩm đó. Ví dụ như là mỗi một buổi sáng thức giấc, mỗi buổi sáng thức giấc là thay vì đánh răng thì bây giờ thì tôi vừa đánh răng mà tôi vừa kết hợp thêm nước súc miệng này nữa, thì cái cảm giác đó là gì? Là họng rất là sạch, và cái thứ hai nữa là cái hơi thở mình rất là thơm, vân vân. Tất cả cái đó thì sao mình kể nó ra đó, mình gọi là trải nghiệm. Thì bao giờ cũng vậy, nếu mà chúng ta đan xen theo cái chiến lược là bánh mì kẹp thịt thì càng tốt. Bánh mì kẹp thịt có nghĩa là trải trong cái cảnh trải nghiệm đó thì vẫn có những cái mà mình chưa hài lòng, hay là vẫn có những cái điểm yếu của sản phẩm. Rồi, và cái thứ hai nó là mình đan xen tiếp theo, nó là những cái điểm mạnh của sản phẩm, nó gọi là chiến lược bánh mì kẹp thịt đấy các bạn ạ. Đó, có khen, có chê, có đấm, có xoa, cái kiểu như vậy đó. À, cái sản phẩm này thì tôi để ý là cái màu xanh nó rất là đẹp, tuy nhiên là nhìn cái vỏ hộp và nhìn cái chai rất là thô. À, giống như cái chai này mà làm bằng thủy tinh hoặc là bằng nhôm ấy, nhìn nó rất là sang, xịn mịn, và nhìn nó rất là đẳng cấp hơn là cái chai nhựa rẻ tiền như thế này. Đấy. Rồi các bạn có để ý không, có một cái vấn đề mà tôi sử dụng 2 tháng nay tôi để ý thấy cái nắp nó rất là lỏng lẻo, và tôi rất là e ngại là ở trong đây cái vị thơm như thế này thì khi mà mình mở ra nhiều lần thì chắc chắn rằng cái nắp mà nó lỏng này nó sẽ bay hết cái mùi hương, ví dụ như vậy. Đấy, thì sao thì mình sẽ có chê trong đó chứ không phải là không. Như vậy là cái bài đánh giá của mình đó, cái bài đánh giá của mình nó khá là nhiều phía. À, giống như nhìn một cái lăng kính đó các bạn ạ, mình nhìn ở nhiều cái khía cạnh thì khi mà người nghe á, người ta sẽ nhận định được và người ta sẽ thấy được cái vấn đề. À, như vậy là cái anh này anh đánh giá rất là khách quan, có khen có chê, mặc dù là cái chê nó nhẹ nhẹ, chê một hai ý, còn lại là 7-8 ý là khen, nhưng mà dù sao có chê ở trong đó. Thì những cái kiểu kịch bản như vậy đó, thì cái kịch bản video như vậy là tôi cũng rất hay thường xuyên lên mạng tôi xem đó, và thấy rằng là gì, người ta đánh giá như vậy nó khá là trực quan. Giờ có một cái thể loại nữa mà tôi thấy rất là hay, đó là thể loại phỏng vấn. Ví dụ như có những cái sản phẩm mà chúng ta biết rồi, đôi khi chúng ta mua về mà chúng ta không thể dùng được, sản phẩm đắt tiền mà. À, những cái bộ mỹ phẩm đắt tiền, những cái bộ mà những cái combo thực phẩm chức năng đắt tiền. Đấy, hoặc là gì, là có những cái loại thuốc đắt tiền, nước hoa đắt tiền, chúng ta đâu có thể dùng được. À, thì sao thì chúng ta sẽ phỏng vấn cái người khách hàng ấy, của chúng ta đó, hoặc phỏng vấn cái người mà đã dùng được rồi đó. À, anh Tiến vui lòng cho em phỏng vấn 3 phút về cái quá trình mà anh sử dụng cái sản phẩm nước súc miệng trà xanh này, vân vân. Thì mình tự mình đặt câu hỏi cho người ta, và đương nhiên cái câu hỏi đó cho mình chủ động, mình sẽ chủ động mình soạn trước. Đấy, chúng ta lưu ý ha. Thì nó có những cái thể loại như vậy, thì sao thì một cái sản phẩm á, thì chúng ta làm nhiều cái thể loại kịch bản như vậy, thì khi mà người xem á, người ta mới nhìn nhận được nhiều cái góc cạnh của vấn đề, nhiều cái góc cạnh của sản phẩm của chúng ta đó các bạn ạ.
đấy, vừa có đâu đó là 1-2 cái video về thể loại kể chuyện, 1-2 cái video về cái thể loại là về unboxing hay review sản phẩm, 1-2 cái video về trải nghiệm quá trình dùng sản phẩm, rồi 1-2 video về cái như thế này gọi là miêu tả sản phẩm này. Đấy thì chúng ta thấy đó, thì gộp lại thì đâu đó khoảng chừng là một sản phẩm chúng ta cũng có độ khoảng là 7-8 cái video rồi, mà cái nội dung cũng khá là đa dạng. Đấy chúng ta thấy đó. Đấy, như vậy làm gì nó đầy đủ và nó đa dạng, nó phong phú, người ta xem người ta đỡ ngán đỡ chán thế thôi. Rồi như vậy là tôi vừa kết thúc xong cái ở bước số 1 là cái bước mà chúng ta chuẩn bị kịch bản. Để tôi nhắc lại là gì, chúng ta mở cái file Google Doc này lên này và chúng ta ngồi ta lóc cóc và chúng ta gõ. Rồi lưu ý nha, chúng ta vừa gõ mà chúng ta vừa kết hợp với sưu tầm. Vì đây là cái kịch bản tôi nhắc lại để chúng ta làm cái video, chứ không phải là chúng ta lấy kịch bản này để chúng ta làm một cái bài viết ở trên website hoặc là trên blog. Chắc chắn là gì, là bị Google nó sẽ phạt liền vì cái tội là gì, là chúng ta copy nội dung ở đâu đó, mặc dù chúng ta copy có 1-2 câu hay một đoạn thôi, cái số lượng nó không đáng kể trong cả một cái bài văn dài này, nhưng mà Google nó vẫn phát hiện được và nó vẫn có thể nó phạt chúng ta, và từ đó là gì, cái điểm SEO của chúng ta nó không cao. Chúng ta lưu cái chỗ này. Còn đây là gì, là kịch bản để mình xây dựng cái video thì sao, thì tội nó sẽ nhẹ hơn các bạn nha, tội nó sẽ nhẹ hơn nhiều. Rồi tôi kết thúc cái bước số 1 là chuẩn bị cái kịch bản đến đây. Bây giờ tôi chuyển qua bước số 2. Như vậy là tôi chia sẻ đến đây, là tôi chia sẻ xong ở cái bước số 1 là cái bước là chúng ta chuẩn bị cái kịch bản như thế nào. Bây giờ tôi qua cái bước số 2, đó là cái bước mà chúng ta chuẩn bị cái nguyên vật liệu để chúng ta làm được cái video là gồm có gì. Cái nhất là kịch bản, bước 1 xong rồi đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là gì, là hình ảnh đã, như tôi nói đầu video rồi, chúng ta lấy cái này chúng ta chụp tất cả các cạnh trước rồi sau rồi trên rồi dưới, rồi cái sản phẩm này để chúng ta để thêm một cái sản phẩm gì đó kế bên để chúng ta có thể chụp hoặc là trang trí nó một vài cái họa tiết. Rồi chúng ta lưu ý là chụp luôn được cái hộp, một vài cái sản phẩm nó rất là đặc biệt, cái hộp đó các bạn lưu ý nha, cái quy cách đóng gói của cái sản phẩm đó các bạn chụp luôn cái hộp luôn đấy. Rồi cái thứ hai đó là gì, chúng ta quay cái sản phẩm này. À, có thể là gì, chúng ta quay những clip ngắn đâu đó từ 3 đến 5 giây thôi, à, để trên cái mặt bàn của chúng ta có thể có cái đế xoay, chúng ta xoay chúng ta quay, hoặc là gì, chúng ta quay trong lúc mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này, à, như này này ha, cũng là đó, view như vậy trong lúc chúng ta sử dụng đấy. Rồi đấy thì chúng ta quay những cái đoạn ngắn như vậy để chốc nữa là gì, là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta sẽ ghép nó lại với nhau đó. Rồi như vậy là cái bước số 2 này thì tôi chia sẻ với các bạn là cách mà chúng ta chuẩn bị cái nguyên vật liệu. Rồi ở cái bước số 2 này là cái bước mà chúng ta chuẩn bị nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu ở đây có nghĩa là như thế nào? Để chúng ta để ý này, như hồi nãy là tôi cũng đã chia ra từng phần ở trong cái kịch bản. Đây cái ý đầu tiên là cái ý mà mình mở đầu hay mở bài này. Đó có nghĩa là gì? Mình sẽ mình có cái ý là mình mong muốn là có được cái hơi thở thơm mát, cái công cụ là hỗ trợ để tránh lây nhiễm Covid. Đó thì mình phải có 1-2 cái hình ảnh để ở trong cái phần này. Rồi tương tự như vậy là gì, là đến cái phần thứ hai là những cái vấn đề mà về răng miệng mà mình hay gặp phải, ví dụ như hơi thở có mùi lạ, sâu răng, lở miệng. Thì ở chỗ này hơi thở có mùi lạ là đâu đó 1-2 tấm hình, sâu răng là 1-2 tấm hình và lở miệng là 1-2 tấm hình. Đây tôi chuẩn bị hết rồi này các bạn này. Đây cái này là hơi thở có mùi lạ này đúng không nào. Rồi cái hơi thở có mùi lạ là do một số cái vi khuẩn này, một vi khuẩn ở trên răng và ở chân răng này. Rồi tiếp theo nữa là nhiệt miệng này. Đây chúng ta thấy nhiệt miệng này, tôi chuẩn bị hai tấm hình về nhiệt miệng này, là ná giống nhau các bạn, mà hai cái miệng nó khác nhau. Rồi tiếp theo nó về sâu răng này đó. Rồi đó là gì, đó là cái phần số 2 là những hình ảnh liên quan đến cái vấn đề về nhiệt miệng, tại vì chốc nữa là gì, là mình sẽ vừa chạy hình mình vừa chạy chữ mà đó. Do đó là gì, mình phải có hình ở trong mỗi cái phần như này, từ 1-2 tấm lên Google mình tìm thôi. Đây mình gõ vào cái từ khóa này và ở trong phần hình ảnh mình tìm ở trong đây thôi. Rồi tiếp tục nữa là đến cái phần quan trọng là mình giới thiệu về sản phẩm của chúng ta đúng không nào. Về sản phẩm á, thì đương nhiên á, là gì, là cái hình nó phải nhiều lần tí. Và như tôi đã nói, luôn khuyến khích các bạn là chụp cái hình thật của mình luôn. Chụp hình thật luôn. Đây tôi lấy lên đây, cái hình phía sau này, cái phía sau mặt chai này, hơi mờ tí. Đấy thì sao, ở đây các cái công dụng, ở đây là hướng dẫn sử dụng này. Đấy và đây là công dụng này, cũng như là có một vài cái hoạt chất đằng sau này có ghi này, một vài cái thành phần đằng sau có ghi này.
Đấy, rồi tiếp tục là một cái hình này nữa này. Đấy, chúng ta thấy thì khá là rõ, có cả tiếng Việt, có cả tiếng Anh. Đấy. À, rồi thêm một cái nữa là cái video mà tôi tự quay. À, đây tôi tự quay về cái sản phẩm, đây chúng ta thấy này. Đấy, tôi quay khá thô, tôi phỏng vấn, tôi hỏi bà xã tôi đấy, các bạn thấy đấy. Đó, như vậy là gì? Như vậy là ở trong cái phần mà cuối cùng là về mình giới thiệu về sản phẩm đó, về công dụng, về tính năng, về giá trị đấy, chúng ta có 1-2 tấm hình và độ khoảng là từ 1-2 cái video ngắn ngắn, mấy chục giây rồi gì đó. Đó, chúng ta thấy đấy, như vậy là gì? Là tôi vừa tổng hợp là ở trên Google, những cái hình này là tôi tìm ở trên Google này. Còn một vài cái hình là mình nên chụp trực tiếp, và thậm chí là mình quay những cái video clip ngắn ngắn. Thì cái này các bạn thấy này, đây cái này thì nó có 48 giây thôi, nhưng mà chốc nó mình gọt rồi mình cắt bớt thì chắc còn độ khoảng là 20-30 giây gì đó. Đấy, chúng ta thấy đó, như vậy là gì? Là vừa là chúng ta siêu tầm, siêu tầm những cái hình như này lên liên quan ở trên Google như tôi nói đó. Thì chúng ta lưu ý là cái hình này nó độ phân giải nó nét nét một tí, và nó đừng có logo bản quyền, để chúng ta đỡ phải mất công là chúng ta sẽ bỏ cái bản quyền đó thì nó mất công. Là vì nó hay đóng dấu hoặc là tên thương hiệu, số điện thoại trên đây các bạn này. Thì sao chúng ta lựa những hình khác thôi. Nó đơn giản như vậy. Đó là gì? Là tìm trên Google. Cái thứ hai là hình do chính chúng ta chụp. Hình do chính chúng ta chụp, chúng ta lưu ý ha. Rồi, và cái thứ ba nữa là có một cái cách để là gì? Để tìm mình ở trong chính cái công cụ Canva nữa, thì chốc nữa tôi sẽ nói vô cái ý thứ ba của cái video này tôi sẽ nói. Ở đây đang là cái bước số 2 là gì? Là mình đang chuẩn bị cái nguyên vật liệu là gồm hình ảnh và video. Chúng ta lưu ý đã, tôi để trong cái thư mục tôi đặt tên là nguyên liệu luôn các bạn ơi. Đây luôn. Đó, như vậy là bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu video clip ngắn ngắn là mình nhét hết vào trong một thư mục. Chúng ta lưu ý nha, trong một cái thư mục. Đấy, rồi, như vậy là ở cái bước số 2 là cái bước chuẩn bị nguyên vật liệu, nó cũng chỉ đó rất là ngắn gọn và đơn giản như vậy thôi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chuyển qua bước thứ 3 là cái bước là chuyển văn bản thành giọng nói. Chuyển văn bản thành giọng nói có nghĩa là gì? Là thay vì chúng ta cũng phải đọc cái này đúng không ạ? Hơi thở có mùi lạ, ít người biết hôi miệng cũng có tên khoa học là halitosis, hôi miệng cũng là lý do khiến không ít người phải đỏ mặt hoặc bịt mũi. Đấy, chúng ta phải đọc như vậy đó. Nhưng mà như tôi nói có nghĩa là gì? Để nếu mà chúng ta tự tin thì chúng ta đọc, hoặc là nếu không là chúng ta thuộc luôn. Đúng không nào? Nhưng mà đó là gì? Chúng ta đã có kỹ năng, chúng ta đã quen với cái việc là chúng ta hoạt ngôn, chúng ta nói rồi. Thế bây giờ chúng ta là người mới, chúng ta rất là nhút nhát, hoặc là cũng có thể là cái giọng đọc của chúng ta nó không được truyền cảm, nó không được trôi chảy, nó không được mượt mà. Đúng không? Thì sao thì chúng ta có được một cái sự mà lo lắng, tự ti là cái điều đó nó cũng bình thường thôi. Đó, ngày trước thì tôi cũng vậy thôi chứ không phải ngoại lệ gì cả. Mình làm nhiều thì mình mới quen được, mình mới mạnh dạn, mình nói được. Thì trong cái giai đoạn đầu thì sao mình không nói, thì sao thì mình nhờ máy nói giúp cho mình. Ở đây cái ý nó quan trọng như vậy các bạn ạ, nhờ máy nói giúp cho mình. Rồi, như vậy là tôi chuyển qua bước số 3 là chuyển toàn bộ cái văn bản này. Ở đây thì chúng ta để ý nha, toàn chữ không thôi nha, toàn chữ không thôi. Và chúng ta lưu ý này, để nó đọc có cái nhịp điệu đó, có ngắt câu, có dừng nhịp rồi này kia, thì ta rất là lưu ý cái dấu chấm, dấu phẩy. Có nghĩa là gì? Hết một ý nhỏ thì có dấu phẩy, và hết một ý lớn là chúng ta có dấu chấm câu. Thì sao? Thì máy nó biết chỗ đó dấu phẩy và dấu chấm câu, nó sẽ ngừng và nó sẽ ngắt nhịp cho chúng ta. Chứ chả lẽ nó đọc luôn một lèo thì nghe nó kỳ cục lắm. Để chấp chúng ta sẽ thấy. Cho nên cái dấu chấm, dấu phẩy chúng ta phải hết sức để chúng ta cẩn thận. Tại sao hồi nãy tôi đã nói đó, mình lên trên Google đồng ý là những cái chỗ này là tôi copy. Nhưng mà gì, mình có đọc và mình có sàng lọc lại. Hoặc là gì, là mình có đưa vô những cái ý của riêng mình nữa. Thì trong quá trình mà đọc sàng lọc hay đưa ý của mình đó, thì mình lưu ý là chính tả. Và cái thứ hai đó là dấu chấm phẩy. Chính tả nó sai thì máy nó đọc sai thì thế thôi. Còn không có chấm phẩy nó đọc liền tù tì như vậy, nghe thì sao nó hơi bị coi như là phản ứng cái lỗ tai một tí, nó hơi bị dị ứng khó chịu của lỗ tai một tí. Thì ra lưu ý cái chỗ này, nhất là tôi nhắc lại, thứ nhất là chính tả, và thứ hai nó là dấu chấm, dấu phẩy nó phải đúng chỗ, nó phải đúng chỗ. Chúng ta lưu ý nha. Rồi thì bây giờ tôi chia sẻ đến cái bước số 3 là cái bước là chuyển văn bản thành giọng đọc. Tiếp tục ở cái bước số 3 nữa đó, thì tôi chia sẻ với các bạn cái cách thức mà chúng ta chuyển cái văn bản thành lời nói, hoặc là gì, là chuyển văn bản thành giọng đọc. Chúng ta lưu ý gọi là text to speech. Chúng ta lưu ý text to speech đó, chuyển văn bản thành giọng đọc hoặc là lời nói. Rồi, cách làm như sau, chúng ta bắt đầu.
Rồi, ở bước thứ ba này thì tôi chia sẻ đến các bạn cái cách thức để chuyển cái văn bản mà ở bước số 1 chúng ta đã soạn được kịch bản thành giọng nói. Thì cái này cái từ ngữ chuyên môn đó, người ta gọi là text to speech. Thì ở trong cái nội dung của file video này thì tôi chia sẻ với bạn ba cái dịch vụ mà rất là dễ dùng. Thì cái dịch vụ đầu tiên là fbt.ai. Đây, trên mặt các bạn thấy đây thì chúng ta vô cái phần sản phẩm dịch vụ này, chúng ta vô cái phần text to speech này. Đó, thì đơn giản chúng ta dán cái văn bản ra, chúng ta nhớ là chúng ta dán từng đoạn một. Đây này, thì có phải như ở bước 1 tôi đã giới thiệu đây là cái đoạn mở đầu đúng không? Tôi copy bao nhiêu này thôi. Đấy, đừng copy hết các bạn nhé, copy bao nhiêu này thôi rồi chúng ta đưa vào. Rồi tiếp theo nữa thì về cơ bản nó cho chúng ta chọn được các cái giọng khác nhau. Thí dụ như là Lê Minh này, Thu Minh này. Female là nữ và male là nam các bạn nhé. Đó, rồi có thể là chia theo miền Bắc, miền Trung, miền Nam nữa. Ở đây là gì? Đây là cái tốc độ đọc. Thì chúng ta có thể vào định bình thường thôi. Chúng ta thích nam hay nữ chúng ta chọn ở đây này. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta bấm chữ tạo file ở đây này. Tạo file ở đây. Đấy, thế là chương trình nó tạo đây này, nhìn nó tạo này. Đó, nó tạo chờ một tí nó chuyển cái văn bản ở trên đây này. Cái văn bản chúng ta dán đây này. Đấy, các bạn thấy này, chào bạn. Với mong muốn có được hơi thở thơm mát cũng như công cụ hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID, tôi đã may mắn tìm gặp được sản phẩm nước súc miệng Colgate Black Fresh trà xanh. Trong video này tôi chia sẻ đến bạn những trải nghiệm mà tôi có được khi sử dụng nước súc miệng này trong gần 2 tháng vừa qua. Trước khi chia sẻ về sản phẩm nước súc miệng, tôi đề cập đến các vấn đề về răng miệng mà người Việt thường gặp phải. Đó, bạn thấy không? Rất là hay không ạ? Đọc rất là hay, nó có một cái gì đó chúng ta thấy là cái nó trôi chảy, và cái thứ hai nữa chúng ta để ý cái dấu chấm và dấu phẩy đấy, nó có ngắt nhịp. Và cái quan trọng nữa là gì, chúng ta thấy là cái ngữ điệu, cái quan trọng là cái ngữ điệu, chúng ta thấy là đã ngữ điệu khá là tự nhiên. Đương nhiên thì sao, chắc chắn là chúng ta để ý kỹ một tí thì chúng ta biết ra đây là máy đọc rồi, chứ làm sao 100% là giống người thật được. Nhưng mà rõ ràng là gì, từ một cái văn bản này và có một cái cô nhân viên trợ lý ảo nó đọc cho chúng ta, thì đây cũng là một cái giải pháp rất là hay nếu mà chúng ta chưa có đủ sự tự tin. Như tôi nói đó, đây chỉ là giai đoạn ban đầu thôi, chưa có đủ sự tự tin. Rồi ok, đây là một dịch vụ nhá. Ở đây ta có hướng dẫn này, vào cái đường link Voice Marker trên fbt.ai để có thể là tạo cái file, nó cho mình download cái file xuống, cái file audio đó các bạn, cái file audio thường thì sao, nó định dạng mp3 đây này các bạn này. Rồi một cái dịch vụ thứ hai nữa, đương nhiên thì cái này là sao, nó có trả phí các bạn nhé, có trả phí. Rồi và một cái dịch vụ thứ hai nó cũng trả phí mà rất là nổi tiếng là vbe.vn. đấy, cũng của Việt Nam luôn. Và đây là gì, đây là một cái trang mà người ta cũng giới thiệu được về cái công nghệ text to speech, có là chuyển văn bản thành giọng nói để làm gì. Đấy, chúng ta thấy này, có báo nói này, chúng ta thấy báo nói rất là hay này, rồi sách nói này, rồi thuyết minh phim này. Đấy, rồi thu âm bài học này, rồi tạo clip YouTube này, chúng ta thấy là cái, như vậy là cái lĩnh vực mà để chúng ta áp dụng cái text to speech nó rất là rộng. Nó rất là rộng các bạn ạ. Đấy, chúng ta thấy ha. Đó, rồi. Ok. Nó có một vài cái đoạn video để demo cho chúng ta xem nữa các bạn ạ. Đấy, nhưng mà thôi để tôi sẽ làm nhanh chỗ này luôn nha. Đây tôi cũng dán đoạn văn bản này. Đương nhiên là đây thì sao, nó là demo thì sao, nó cho chúng ta dán đoạn văn bản ngắn. Ngắn rất là ngắn, chúng ta thấy không? Đây hình như là nó có giới thiệu cái banner nó che mất tiêu rồi. Tôi sẽ zoom cho nó nhỏ lại nhé. Đây nó cho chúng ta 200 ký tự này, chúng ta thấy này. Rồi ở đây chúng ta bấm đọc lại ở đây thôi. Đấy. Chào bạn, với mong muốn có được hơi thở thơm mát cũng như công cụ hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID, tôi đã may mắn tìm gặp được sản phẩm nước súc miệng. Đó, tiếng đây, chọn giọng đọc này. Sài Gòn là giọng đọc Sài Gòn này. Rồi Hà Nội. Đấy, rồi chất lượng này chúng ta thấy đây, nó cho chúng ta chọn được cái chất lượng file âm thanh các bạn ạ. Trong trẻo và rõ này kia đó. Rồi ok, rồi bây giờ là gì, đọc lại. Chào bạn, với mong muốn có được hơi thở thơm mát cũng như công cụ hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID, tôi đã may mắn tìm gặp được sản phẩm nước súc miệng Colgate Black Fresh trà xanh. Ok, chúng ta để ý này, cái cụm từ Anh văn này, Colgate Flash Fresh Tea, chúng ta thấy đọc rất là hay, chúng ta thấy như vậy là trong cái câu văn này, trong cái đoạn văn ngắn ngắn này của tôi đúng không ạ, các bạn đấy thấy vừa có tiếng Việt và vừa có tiếng Anh, như vậy là gì, nó đều máy nó đều có thể đọc tốt. Còn số các bạn nhá, nếu mà chúng ta đưa số một hai bốn năm sáu bảy 10, ví dụ là sau đây tôi chia sẻ với bạn là 10 công cụ để giúp chúng ta là làm cái text to speech, cái số 10 nó vẫn đọc được tốt, chúng ta thấy nó rất là hay. Rồi thì cái cô Ngọc Huyền giọng Hà Nội cao cấp này rất là nhiều chọn các bạn ạ, rất là nhiều người chọn.
Rồi ok, đây cũng là một cái dịch vụ cá phí các bạn nha. Rồi, đây là hai cái dịch vụ. Cái dịch vụ thứ ba mà tôi muốn giới thiệu với các bạn nữa đó là dịch vụ là Text to Speech Free. Đây, Text to Speech Free ở cái trang là ttsfree.com. ttsfree.com, các bạn nhìn phía dưới tôi để địa chỉ các bạn thấy đó. Rồi ok, nếu mà chúng ta không có đăng nhập, không đăng ký tài khoản này free các bạn nha, đây bấm vào pricing này là về giá cả, chúng ta xem này. Nó có hai gói, nó có ba gói hay sao đấy. Có gói là free này, chúng ta thấy này, đó. Free có hai dạng là free có đăng nhập hay không là dạng guest, và free dạng member là có đăng nhập đó. Thì sao thì đây là 500 ký tự này, và đây là tới 2000 ký tự này, chúng ta thấy này. Ồ, rất là hay ha, chúng ta thấy ấy. Rồi, ngoài ra thì nếu mà nâng cấp thêm cái gói trả phí là $5 và $20 thì nó có nhiều cái chức năng khác nữa. Rồi và đương nhiên là chúng ta bấm vào chỗ này này, bấm vào cái chỗ là chỗ cái mục mà member đấy, chúng ta thấy member này, bấm đây. Đăng ký bình thường thôi. Rồi đăng ký vào. Rồi đăng ký vào thì chúng ta xem nha, đây là tôi đã đăng ký rồi. Đấy, tôi đang đăng ký và tôi vào và vào thôi. Đấy, và đương nhiên tôi cũng sử dụng cái gói free thôi các bạn ạ, gói free thôi. Rồi đây này, cho 2000 này, chúng ta thấy này. Rồi tôi copy nguyên cái đoạn này vào. Sao chép này các bạn này, và dán vào đây. Dán vào đây. Đương nhiên thì chúng ta thấy đó, ở đây này nó sẽ có là gì? Ta thống kê này, 435 là từ trên 2000 cái character. Character là ký tự. À tôi nói ví dụ là chữ mà này, chữ mà nó tính là tới là gì, là ba cái tự đó các bạn ạ, ba cái character M A và dấu huyền nữa, cái dấu cũng là một character. Đấy, còn Việt Nam mình hay gọi đây là chữ, chữ mà là một chữ đúng không, nhưng mà nó tính là character, chúng ta để ý nha. Rồi nói chung là chúng ta cứ dán vô, chúng ta chia từng đoạn nhỏ như thế này này, chúng ta dán vô thì yên tâm chắc chắn là gì, thì cùng lắm là tôi cũng làm một cái đoạn mà nó dài đi chăng nữa thì đâu đó cũng khoảng chừng là 700-800 character đổ lại mà thôi. Chúng ta lưu ý cái chỗ này nhá. Rồi cái thứ hai là ở đây nó có hai cái server, cái dịch vụ TTS là Text to Speech hiện tại tới thời điểm giờ đó thì nổi tiếng nhất là có ba bên cung cấp cái dịch vụ này, đó là gì, đó là Microsoft, Google và Amazon. Thì sao, thì những cái trang mà nó làm theo kiểu này, ngay cả là gì FPT hay là VB cũng vậy, thì nó đều kết nối tới là Microsoft hay là Google hay Amazon hết. Và ha, rồi đương nhiên là dưới dạng trả phí hay là miễn phí gì đó thì tùy mỗi bên kết nối thôi, kết nối API thôi. Thì đây chúng ta thấy là cái chữ G đây là Google các bạn này, đấy nha, nó hai server là Google hay là Microsoft, chúng ta chọn một trong hai nha, chọn một trong hai. Rồi ở đây này Google này, rồi chúng ta kéo xuống dưới một tí này, chúng ta kéo đấy Việt Nam này, chúng ta thấy là có Việt Nam là Việt Nam female là nữ này, và male là nam này, như vậy là 1 2 3 4, như vậy là có bốn cái sự lựa chọn này, bốn cái giọng khác nhau đó, chúng ta thấy đó. À như vậy standard A, standard B, standard C và D này. Chúng ta chọn mà chúng ta nghe thôi. À, rồi tiếp tục này, cái server đây là server Microsoft, nó có lá cờ bốn màu đấy, chúng ta để ý nha, hình vuông bốn màu đây, chỗ chuột đang chớp này là Microsoft. Thì sao, thì chúng ta cũng kéo xuống dưới. À đây, à đây Việt Nam Mi này, đương nhiên là gì, nó cho chúng ta có ba sự lựa chọn thôi, An này, Hoài Mỹ Neural này và Nam Minh Neural này. Đó, tôi thì tôi hay chọn là bên Microsoft và tôi chọn là Hoài Mỹ Neural. Chọn này nó vệt xanh lên các bạn ạ. Rồi là bấm cần vật này, bấm cần vật ở đây. Rồi và đương nhiên chúng ta sẽ chờ một tí các bạn nha, chờ một chút. Ký tự của chúng ta là 435 cái character, cũng nhiều chứ không có ít đâu. Đấy, xong rồi đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta bấm cái dấu tam giác màu đen này, chúng ta nghe. Chào bạn, với mong muốn có được hơi thở thơm mát cũng như công cụ hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID, tôi đã may mắn tìm gặp được sản phẩm nước xúc miệng con da Blacktest tinh trà xanh. Trong video này tôi chia sẻ đến bạn những trải nghiệm mà tôi có được khi sử dụng nước. Đấy, các bạn thấy không, khá là hay đúng không ạ? À, chúng ta không thích cái giọng Hoài Mỹ này, chúng ta đổi qua, nó cho chúng ta là ba option đó. Còn nếu không, chúng ta qua bên Google có bốn option, là chọn thằng nào cũng cho chọn nó để ý nha. Rồi tiện thể tôi giới thiệu luôn, ngoài ra có rất là nhiều ngôn ngữ khác. À đây, anh em nào mà đam mê tiếng Anh á thì có thể làm được tiếng Anh, tiếng Hoa đầy đủ hết. Đây tiếng Anh này có hai sự lựa chọn luôn, là tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh. À tiếng Anh theo kiểu Philippines cũng có đó, rất là nhiều đấy. US là Mỹ đấy, còn English UK là Anh, chúng ta thấy đó. Rồi tiếp tục là Voice pitch đây có nghĩa là gì, là nó đọc là cái tông cao hay tông thấp các bạn ạ. À, kéo về cái phía lâu này mình thấy cái giọng nó hơi trẻ trẻ, và kéo về cái phía tay phải này là hai này thì cái giọng nó hơi trầm trầm ôm ôm và người già một tí, chúng ta thấy đó. Rồi speed đây thì đương nhiên là tốc độ nhanh hay là chậm, thì mặc định nó để default như thế này, ở đây số 0. Với riêng tiếng Việt thì tôi thấy là chỉnh cái này là ok, còn tiếng Anh ấy, thì thường ấy, là tôi chỉnh cái này là speed nó nhỏ lại một nấc thôi, chứ là trừ 1 thôi.
Đấy, nhắc lại nhé, là voice speed đây là gì, là người ta gọi là cái tông, tông cao hoặc là tông thấp hay là tông trầm. Rồi và cái voice speed ở đây là gì, là tốc độ đọc nhanh hay chậm. Nó cho chúng ta hai option để chúng ta chỉnh. Đấy, tôi thử luôn các bạn xem nhé. Đấy, cho nó số 2 là tốc độ nhanh lên ha, bên tay phải là nhanh này. Chúng ta xem là convert đây, bấm convert lại nhé. Đấy, cũng phải bấm nút convert lại mới được, chúng ta thấy đọc khác liền này. Chúng ta xem này. Rồi, ok, và sau đó thì chúng ta bấm share MP3, bấm vào nút này các bạn này. Bấm một cái nút này thì sao, thì chúng ta lưu về và nhớ đặt tên. Đặt tên đấy, tôi đặt này đoạn 1 này. Đấy, đoạn 2 này, đoạn 1 tôi mở cho các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy không? Rất tuyệt vời đúng như nào? Đấy, thế thôi. Đào về đào từng cái một, chúng ta lấy cái này chúng ta dán qua. Rồi tiếp tục cũng vậy, là hơi thở có mùi lạ này. Copy trên chỗ này thôi các bạn nhé. Nhớ đến chỗ này thôi. Rồi lại dán qua bên đây. Rồi lại bấm convert và bấm share MP3 cho lưu vào. Đấy, ta thấy cứ như vậy nha, từng đoạn một hơi thở xong rồi đến cái sâu răng. Đấy, copy như này này các bạn này. Rồi đến lở miệng này, copy như này này. Đấy, cứ thế rồi đến cái đoạn chuyển này các bạn. Đấy, đến đây. Rồi tiếp tục là nước xúc miệng đến đây. Đấy, các bạn thấy nha. Rồi như vậy là gì? Là cái chia nhỏ cái từng file ra như vậy đó các bạn ạ. Đây, như vậy nó có đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6. Và có 6 đoạn. Có 6 đoạn đấy ha, 6 đoạn là 6 phần thì tùy ta đặt thôi. Đấy, đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, rất là chuẩn các bạn theo. Đó, rồi như vậy là gì? Xong cái bước số 3 là cái bước là tôi đã chuyển cái văn bản thành giọng đọc hay là giọng nói. Chúng ta thấy đó, nó gọi là dịch vụ text to speech. À, rồi, FPT nó rất là hay, nó có một cái dịch vụ nữa mà theo tôi nghĩ là nếu mà các bạn mà làm được và ứng dụng được nó cũng rất là hay, đó là speech to text. Có là chuyển một cái bài văn nói trở thành một cái đoạn text. À, thí dụ như cái bài nói chuyện ở dạng file MP3 thì nó chuyển ngược lại thành file văn bản. Đây là một cái rất là hay. À, trên thế giới ít là người làm được lắm đấy các bạn ạ. Còn text to speech này thì rất là nhiều. Rồi, ok các bạn nha, thì theo cá nhân tôi nghĩ là để các bạn nên thử nhiều cái dịch vụ text to speech khác nhau thì chúng ta chỉ cần mở Google lên các bạn này. À, bây giờ các bạn hiểu rồi ha, các bạn chỉ cần gõ là text to speech free, gõ này thôi. Đấy, gõ thế này là nó ra. Đấy, enter. Rồi, và thế là thì chúng ta tìm các cái dịch vụ khác nhau và chúng ta thử xem là các cái dịch vụ nó như thế nào. Đương nhiên về bản chất hôm nay thì tôi dùng có 3 cái thôi, là FPT AI, VB với cả là ttsfree.com, thì chúng ta thấy về bản chất là nó giống nhau, đưa một cái văn bản vô này. Đúng không nào? Rồi cái thứ hai nữa là gì, là chọn cái giọng đọc nào đó, nam, nữ hay là chọn tiếng Anh, giọng tiếng Việt gì đó. Rồi cái thứ ba nữa là việc là chỉnh cao thấp hay là chỉnh nhanh chậm, rồi sau đó là gì, là bấm nghe thử và xuất ra file. Nói chung nó chỉ có như vậy thôi. Tuy nhiên thì là mỗi một cái dịch vụ nó có cách xử lý khác nhau các bạn ạ. Đây các bạn nha, mỗi một dịch vụ cách xử lý khác nhau. Đấy, cho nên là gì, chúng ta thử đúng không? Tôi giới thiệu ba cái này thôi nhưng mà bạn nghe bạn nói giời ơi ba cái này nghe không có đã tai lắm, không hợp gu lắm. Đúng không nào? Thì tìm cái khác trên Google rất là nhiều đấy các bạn nhé. Rất là nhiều luôn, bao la. Và đương nhiên đa số ở trong đó là free các bạn ạ. Free nó giống như kiểu text to speech này, nó cho chúng ta một cái tài khoản free và gì? Và nếu mà cao cấp hơn, nhiều tính năng hơn thì dùng tài khoản đóng là trả phí. Tuy nhiên free thì sao, chúng ta thấy này, vẫn sử dụng được khá nhiều ký tự và cũng khá nhiều cái server khác nhau, và đặc biệt là có tiếng Việt. Này như vậy là thà mà chúng ta làm tiếng Việt mà không có server tiếng Việt đi. Đây giống như kiểu này, không có server tiếng Việt ở đây thì chúng ta mới quan tâm cái chuyện là gì, có lăn tăn cái chuyện là có nên nâng cấp lên gói trả phí hay không, đúng không nào? Chứ còn ở đây thì free nhưng mà có cái server tiếng Việt. Rồi còn tiếng Anh thì đương nhiên thì sao, cái Anh free nào thì chắc chắn cũng có rồi. Đấy, không những tiếng Anh mà còn nhiều cái tiếng khác nữa. Đấy, thì chúng ta thấy là gì, nếu mà bạn không thích ba cái sự mà lựa chọn mà tôi giới thiệu cho bạn, đó là FPT, AI, VB và Text to Speech Free, thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn được những cái dịch vụ khác. Đấy, kỹ năng nó bao nhiêu đó thôi. Đấy, chúng ta thấy dán văn bản vào. Nhớ cái văn bản này như loại tôi đã nói, chúng ta hạn chế tối đa cái việc sai chính tả này. Có chấm phẩy ngắt câu rõ ràng là chúng ta thấy được. Đó, để gì nó đọc nó ngắt hơi ngắt nhịp với chúng ta thấy đó. Chúng ta cứ để cái chỗ mà chấm phẩy nó đọc nó có nghỉ chỗ đó. Như vậy là gì, nó có một cái gì đó nó rất là tự nhiên. Đó, rồi cái thứ hai nữa là chúng ta chọn server này. Rồi chọn option tốc độ, bấm cần và lưu file xong. Thì sao, thì cái dịch vụ nào nó vậy thôi, cái giao diện nó khác thôi, chúng ta thấy đấy.
cái giao diện nó khác tí thôi, còn dịch vụ nào nó cũng thế. Được các bạn nha. Rồi, còn riêng tôi ấy, để tôi làm ra cái file video thì quan điểm của tôi như thế này là các bạn này, cái file video của mình ấy, cái hiệu quả, cái hiệu ứng, cái chất lượng nó đến từ nhiều khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên như tôi đã nói rất là rõ đó là gì, đó chắc chắn là phải là cái câu chữ, cái content ở chỗ này này các bạn này. Nó hay hay không thì đầu tiên là cái câu chữ nó phải hay cái đã. Nó phải hay chỗ này cái đã, đúng không nào? Rồi cái thứ hai nữa thì ở cái bước số 2 tôi đã giới thiệu các bạn rồi. Đó là gì? Đó chính là những nguyên liệu mình chuẩn bị. Hay âm thanh rồi nhưng mà hình ảnh và clip nó như thế nào? Rồi tiếp theo nữa đó là gì? Mới đến cái phần là chuyển ngữ này. Rồi tiếp theo nữa chốc là tôi sẽ trình bày cái bước số 4 là gì? Là mình sẽ dùng Canva để mình thiết kế như thế nào. Như vậy là một cái file video tạo ra nó được tổng hòa bởi nhiều yếu tố. Với riêng cá nhân tôi nó được tổng hòa bởi nhiều yếu tố. Đã nói tới hay rồi thì phải là hay đều. Câu chữ phải hay, hình ảnh cũng phải đẹp, rồi sao đọc là cũng phải là tự nhiên. Rồi chốc nữa là gì? Là biên tập là cũng phải là gì? Là chuẩn mực. Thì nó mới tạo ra một cái file video hay. Còn ngược lại chúng ta cứ chăm chăm mà chúng ta chọn một cái dịch vụ mà text to speech cho nó chất lượng, cho nó đỉnh ấy. Tôi nói ví dụ của VB. Đây VB này. Tuy nhiên cái câu chữ của chúng ta nó lủng củng, nó không chất lượng thì đọc hay mấy đi chăng nữa thì với riêng cá nhân thôi nhá. Với riêng cá nhân thôi tôi thấy nó cũng không hay. Cho nên là tôi chính vì cái suy nghĩ đó tôi mới thấy là gì? À, cái dịch vụ text to speech nào nó ở cái mức độ cơ bản, nó ở cái mức độ là vừa đáp ứng cho mình được là tôi thấy là ok rồi. Đấy, ví dụ như là ttsfree.com là tôi thấy tương ok rồi. Nhưng riêng cá nhân tôi phân tích ra với cả nhiều dịch vụ khác tôi đồng ý mà tôi đã nói nãy giờ mấy lần rồi, nó là chưa phải là tối ưu nhất, nó chưa phải là đỉnh nhất, tuy nhiên ở cái mức độ này là vừa đáp ứng được cái nhu cầu mà muốn tôi rồi. À, tôi biết nó không đỉnh thì sao, tôi cố gắng là gì, cô văn tôi viết nó chất lượng lên tí, hình ảnh tôi sẽ tìm nó sắc sảo, nó đẹp lên tí, vân vân. Đấy thì chúng ta thấy là gì, đây là một cái vấn đề nhỏ thôi, chúng ta suy rộng ra nhiều cái vấn đề khác ở trong cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy nữa các bạn ạ, cũng giống như vậy đó. À, một cái người thanh niên, một cái anh chàng thanh niên đi tìm một cái cô nàng để yêu, để kết hôn, và ngược lại một cô nàng để gật đầu đồng ý một anh chàng để kết hôn, nó cũng giống như vậy. Xét một con người, chúng ta xét một cái yếu tố thì nó tổng hòa một tí. À, cái cô này sao mắt hơi lé, mồm nó hơi lệch một tí mà không sao. Dù sao thì ngoại hình mức độ trung bình, nhưng mà được lá cái là gì, công việc tính nết rồi, gia đình rồi, ước mơ rồi, đức hạnh này kia thì ok. Thì do đó là gì, mình xét nhiều yếu tố, nhiều khía cạnh như vậy, có thể là nó bù trừ cho nhau, nó cộng trừ cho nhau thì sao, nó tạo ra một cái bức tranh nó tổng hòa hơn là mình cố mình đi tìm một cái gì đó cho thật là xuất sắc. À, đó là hai cái insight và nó là hai cái gì, nó là hai cái chiến lược và nó là hai con đường đi nó khác nhau luôn các bạn ạ. Tôi dám chắc một điều rằng 100% rằng ai đó mà đi tìm một cái gì đó, ví dụ như là text to speech mà thật sự mà xuất sắc, thật sự là đỉnh số 1 luôn, thì tôi dám chắc là cái câu chữ, tôi dám chắc là cái hình ảnh so đọ ra đối với người khác chưa chắc gì bạn. Chúng ta lưu ý cái chỗ đó. À, như vậy là gì, chúng ta làm đều như tôi nói, ví dụ trong cái file video này đến cái bước này là bước số 3 rồi. Bước số 3 rồi thì sao, chúng ta sẽ làm đều ba cái bước, còn hai bước phía sau đó là bước số 4 và bước số 5 nữa thì sao, chúng ta làm đều, đúng không nào? 5 bước thì sao, chúng ta làm đâu đó độ khoảng là 6 hay 7 điểm trên 10 điểm. Như vậy cộng lại 4 mục như vậy là ngon hơn cái anh nào đó mà làm chăm chăm cái bước này 9 đến 10 điểm. À, chúng ta lưu ý cái chỗ này nha. Đấy, cho nên là gì, chúng ta không cần phải quá là nặng lòng, quá là lăn tăn là tôi phải tìm một cái dịch vụ nào đó text to speech cho nó thật là đỉnh. À, thì các bạn thích, các bạn inbox tôi chỉ cho, đơn giản như vậy thôi. Nhưng đương nhiên ngược lại là cái giá cả nó phải đỉnh theo. Người thật luôn, giá cả nó đỉnh theo. Thậm chí có cái dịch vụ nha các bạn nha, người thật đưa cái bản màn này cho họ đọc luôn. À, nó gọi là gì, nó gọi là spoken people đó, spoken people voice đó các bạn. À, giống như kiểu là phát thanh viên hoặc hoạt ngôn viên đó, người thật các bạn nhé, nó gọi là dịch vụ là đọc văn bản hộ. À, đưa cái văn bản này đọc luôn, ngữ liệu như nào, bay bổng như thế nào, ngắt nhịp như thế nào là gì, người ta đọc cho mình luôn, người thật đọc thật luôn các bạn nhé, và người ta lưu phần file MP3 người ta đưa cho mình. Đấy các bạn thích thật chơi kiểu đó luôn, có luôn các bạn ạ. Dịch vụ là có trên trang Fiverr đó, bạn lên các bạn thấy có luôn đấy. Đấy được các bạn nha, nhưng mà tôi thấy thì chả cần thiết. Tôi đã nói rồi, cái file video này làm ra để làm cái gì, làm ra để giới thiệu một cái sản phẩm để chi, để up lên trên YouTube. Như vậy thôi chứ đâu cần phải quá là ghê gớm để làm gì, quá đòi hỏi để làm gì các bạn.
đúng không nào? Đấy rồi, ok nhé các bạn nha. Tới đây là mình kết thúc ở đây rồi. Đương nhiên thì sao, quá trình mà thao tác đó, các bạn có vấn đề gì khó khăn, các bạn cứ mạnh dạn để lại trong comment của cái bài video này các bạn nhé. Tôi sẽ hướng dẫn. Tôi biết là chắc là các bạn sẽ gặp một vài cái thử thách nhỏ nhỏ trong chỗ này đó. Ví dụ là tạo tài khoản như thế nào này, dán vào đây rồi tự nhiên bấm cần vượt nào nó báo lỗi các bạn ạ, nó báo lỗi đấy. Đấy, tôi gặp khá nhiều lần đó. Tôi bấm vào đây này rồi tôi refresh lại này các bạn này, tôi refresh lại cho nó chạy lại thôi. À, tại vì sao dịch vụ này là nhiều người sử dụng, như tôi đã nói rồi, bản chất tất cả những này nó là trung gian thôi, nó kết nối tới cái server rất là nổi tiếng là Google, Microsoft và Amazon để chỉ để nó lấy kết quả về. Nó lấy kết quả về thì sao, thời điểm đó nó quá đông người sử dụng thì chắc chắn là nó có cái vấn đề về tải dữ liệu thế thôi, đường truyền thế thôi. Rồi ok, tôi kết thúc cái bước số 3 ở đây các bạn nha. Rồi ok, đến chỗ này là chúng ta vừa hoàn thành xong 3 bước. Đó, bước soạn kịch bản, rồi bước thứ hai là chuẩn bị những cái hình ảnh và video để chúng ta chuẩn bị là nấu nướng, xào chế. Rồi cái thứ ba nữa đó là gì, là chúng ta chuyển được cái văn bản thành cái giọng nói rồi. Bây giờ chúng ta có cái bước thứ tư là đưa tất cả những nguyên vật liệu đó để chúng ta đưa lên trên Canva để chúng ta sẽ thiết kế như thế nào. Thì chúng ta lưu ý ở đây đó là gì, chúng ta như một người đầu bếp vậy đó, coi như là nguyên vật liệu chúng ta xong. Đúng là tôi nói ví dụ là chúng ta nấu một cái nồi lẩu đi, một nồi thái thì coi như là gì, là tôm rồi nghêu rồi thịt rồi rau thì chúng ta chuẩn bị nguyên vật liệu đó. Bây giờ là bước là chúng ta sẽ nấu nướng như thế nào để cho ra một cái thành phẩm. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái công cụ đó là Canva. Thì tôi xin được phép nhắc lại đó là gì, đây là một công cụ dành cho những cái người mới, dành cho những người mới bước chân vào cái lĩnh vực đó là gì, đó là tập tành để làm video. Còn nay mai mà chúng ta muốn làm cái phần video chuyên nghiệp hơn, bóng bẩy hơn, sắc sảo hơn thì sao, thì chúng ta dùng những cái phần mềm nó sẽ rất là nổi tiếng. Tôi nói ví dụ như Adobe Premiere, tôi nói ví dụ như là Filmora, rồi rất là nhiều những cái phần mềm chuyên để biên tập, dàn dựng và chỉnh sửa video. Trong video ngắn ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với các bạn cái cách thức mà tôi sẽ sử dụng Canva là như thế nào, chúng ta lưu ý. Rồi đến đây là xong cái bước thứ tư rồi, các bạn thấy sao? Rất là đơn giản, rất là dễ dàng đúng không ạ? Thậm chí rằng tôi sẽ tin chắc rằng không ít bạn coi cái video này cũng phải wow lên, bởi vì nó dễ đến một cách là rất là bất ngờ. Đúng không ạ? Không ngờ là Canva nó có thể làm được một cái công việc đó là gì, đó là biên tập video. Nào giờ đó là xử lý hình ảnh hoặc là thiết kế lên những cái ấn phẩm về hình ảnh là chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Và bây giờ thì sao, chúng ta thấy thêm một công cụ khác của Canva. Rất là tuyệt vời đó các bạn nhé. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh lại đó là gì, đó là chỉ dành cho những người mới tập tành ban đầu và trong cái lĩnh vực là editing video. Chứ còn ngày mai mà bạn pro rồi thì tôi khuyên bạn, mà chắc là bạn cũng sẽ tự động hơn, chuyển qua những cái phần mềm mà nó sẽ đẳng cấp hơn, nó sẽ chuyên biệt để làm để chỉnh sửa video hơn. Rồi và bây giờ là bước số 4, có nghĩa là tất cả những nguyên vật liệu chúng ta sẽ đưa lên trên Canva để bắt đầu là edit video như thế nào. Thì trên màn hình các bạn đang thấy đây là cái giao diện của Canva. Và tôi xin được phép nhắc lại, đây là cái tài khoản Canva Pro. Đây, mình bấm một cái bánh xe ở đây này. Đấy. Rồi sau đó đó, ở đây thì Building Theme này, thì chúng ta thấy là đây Canva for Education này, có là Canva Pro, nó tương đương với Canva Pro. Chúng ta lưu ý cái chỗ này. Rồi, như vậy là gì, chúng ta để ý ấy, đó là tài khoản ban đầu chúng ta tạo ra đó, thì nó ở dạng tài khoản free. Thế bây giờ làm sao để chúng ta được cái tài khoản Canva Pro? Chúng ta lưu ý vậy, làm sao để được tài khoản Canva Pro? Thì một cách rất là đơn giản, các bạn cứ tạo cái tài khoản Canva Free bình thường, và phía dưới cái đường phía dưới phần miêu tả của file video này, tôi cứ chèn cái đường link invite. Đây ha. Có nghĩa là mời vào nhóm đó. Chúng ta lưu ý mời vào nhóm. Đó, đây nó có cái đường link sẵn này các bạn ha, đây cái đường link này. Đó, nó gọi là invite link, các bạn nhấp vào đó, thế là xong, thế là đơn giản như vậy thôi. Thế là thì các bạn là cũng đã có cái tài khoản Canva Pro y như thôi, chả khác gì cả. Đấy, chúng ta lưu ý cái chỗ này nha. Như vậy là ban đầu các bạn cứ tạo một cái tài khoản Canva miễn phí bình thường. Rồi, đấy, chúng ta gõ là chữ canva.com, thế là chúng ta vào được bên trong như thế này. Rồi thì bước tiếp theo là như thế nào? Canva đó là gì? Đó là một cái ứng dụng chạy ở trên nền web, và đa phần á chúng ta biết đến nó với cả một cái công dụng đó là gì? Đó là thiết kế những cái ấn phẩm. Thiết kế ấn phẩm có nghĩa là banner web, hình post Facebook, rồi hình để đưa lên Instagram vân vân. Tuy nhiên nó có một cái tính năng nữa, chúng ta bấm vào là create a design này và chúng ta gõ vào đây chữ video.
À, có là tôi tạo ra, nhưng mà ở trên tôi tạo cái video ở trên Canva chứ không phải là thiết kế hình ảnh. Chúng ta lưu ý ha, đó trong một khung sọt cái chỗ kính lúp này, chúng ta chỉ cần gõ chữ video là nó ra. Thì ở trong đây chúng ta để ý này, khi mà chúng ta gõ video nó ra rất là nhiều cái thể loại video khác nhau. Đấy, chúng ta thấy này, video collect này, video message này, rồi video video Facebook này, LinkedIn này, rất là nhiều mobile video đó này. Rồi, hoặc là chúng ta thử gõ chữ TikTok. À, TikTok. Đây, đấy, chúng ta thấy này. Rất nhiều. Rồi tiếp theo nữa chúng ta chỉ cần gõ ví dụ là đơn giản là chữ YouTube. Đấy, thì nó ra rất là nhiều. Đấy, có nghĩa là gì? Thiết kế một cái video để làm cái logo này, để làm cái thumbnail này ở trên YouTube ấy, hoặc là làm đơn giản làm intro, outro. Đấy, còn video này tôi tạo ra để gì? Để video để giới thiệu cái sản phẩm thì chúng ta chỉ cần gọi chữ video thôi. Và chúng ta dê chuột lên nó ra được cái tỷ lệ 1920x1080 BS, có là pixel, đó là đúng của nó đó các bạn ạ. Đấy, chúng ta nhớ nha. Đấy, làm sẵn là bấm vào đây. Rồi. Thế là gì? Thế là nó sẽ ra được một cái trình. Đấy, chúng ta thấy đấy, đó, nó ra cái kiểu như này này. Rồi, cái điều đầu tiên chúng ta bấm vào đây này, chúng ta đổi cái tên lại lại ha. Đó, giới thiệu. Rồi. Nước súc miệng. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Rồi để chúng ta để thế nhá, ở đây là gì? Là cái trang nó gọi là để mình play video, để nhìn để video nó chạy như nào. Ở dưới đây là cái thanh timeline. Ở phía dưới đây là cái thanh trắng trắng phải dài từ bên trái qua bên phải là thanh timeline. Rồi ở trên này này là cái menu chức năng. Nó hiện tại thì mình chưa làm gì, nó chưa có. Chúng ta để ý nha, chút nữa kéo video ra nó sẽ có ở đây. Rồi, ok. Rồi, tôi quay trở lại cái bước số 2 và số 3 lúc trước đó, đó là gì? Đó là bước số 2 là chúng ta đã chuẩn bị được nguyên vật liệu. Đây, hình ảnh tôi đã có này. Là xem nha, đây hình ảnh có này. Đó, đúng chưa nào? Rồi tiếp theo nữa là gì? Ở cái bước mà text to speech đó ha, chuyển văn bản thành giọng nói là mình đã có được những cái file MP3. Mà cụ thể đây là tôi có 6 file. Đó, tôi đặt ở đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 tương ứng với kịch bản. Đấy, chúng ta xem nha, tương ứng kịch bản đây. Đoạn 1 này. Đấy, đoạn 2, đấy. Như vậy đó, ngắn như vậy đó là gì? Mình được cái file MP3. Rồi bây giờ sao mình cầm hết tất cả nguyên vật liệu này mình ném lên trên Canva. Rồi các bạn xem thao tác của tôi nhá. Rồi tôi vô Canva này. Rồi đây là cái phần thiết kế, các bạn bấm một phần upload này, upload chỗ này này. Upload chỗ này các bạn để ý nha, đây cái chỗ mòn chuột tôi đang chấp này. Đấy. Upload. Thì ở đây nó chia thành 3 phần là upload video, upload video đây, rồi upload email và upload audio. Chúng ta lưu ý như vậy là gì? Email á là chúng ta kéo thả những cái file email. Chúng ta lựa nha. Đấy, chúng ta lựa chuột này. Để bạn xem này. Tôi sẽ bấm giữ chuột trái này. Giữ chuột trái, bấm giữ control nữa các bạn, control để mình lựa. Mình lựa cái nào hình để mình kéo vào cái phần hình. Đây, đấy. Đấy, mình click chuột trái như vậy thôi. Rồi đó. Click chuột trái, rồi cầm kéo thả bỏ vào đây, đã có 9 tấm tất cả đó. Nó hiện số 9 đó các bạn thấy. Đó, rồi. Thả vào. Rồi và nó đang chờ đấy, các bạn thấy đang upload đây này. Upload email vô cái phần email. Chúng ta để ý. Đã. Và đương nhiên chúng ta chờ một tí. Đã. Rồi, tranh thủ tôi đếm lại có đủ 9 tấm hay không. Nhiều hơn hay ít hơn. Rồi, sao tấm nào không nha. Rồi, xuống dưới đây. Rồi, đúng rồi, 9 tấm. Ok. Đấy, đang upload lên đấy. Và cái vệt xanh xanh mà nó chạy lên trên đầu là upload xong rồi đó. Rồi, chúng ta qua video. Rồi, cầm video up vào, kéo thả vào. Chúng ta nhớ là cầm cái file video thôi. Đây tôi có một cái file video để tôi quay về cái giá này và hình dạng của cái chai này. Đấy các bạn xem nhá. Ok, đúng không? Giờ có một file thôi. Rồi cầm kéo thả vào đây. Đúng cái mục video bạn nha. Đúng cái mục video. Đây cái mục video này. Đấy, nó đang up lên. Đó, cái file video này tôi quay có mấy chục giây thôi, chứ không có nhiều. Và chúng ta nhớ là chúng ta quay, chúng ta chia nó ra thành những cái file video nhỏ, video ngắn đó. Đừng quay một cái file video mà nó dài lê thê, chúng ta cắt nó hơi bị mệt. Đấy. Rồi, và đây đây chúng ta chờ một tí để cho cái phần video nó sẽ up lên trên chỗ này. Đấy, cũng không lâu lắm đâu. Cái vệt xanh xanh mà con vịt nó đang bơi thì chúng ta thấy là đấy chỗ này này. Đó, lên đầy lên trên là xong thôi. Rồi, tiếp theo nữa qua audio. Qua audio thì sao? À, cái file MP3 đó. Đó, audio là cái file MP3, rồi chúng ta chọn 6 cái file đó. 6 cái file này. Rồi cầm kéo thả vào đây. Thả mục audio đó. Rồi và nó đang upload đây. Đấy, rồi. Cái đoạn video của mình á thì sao, thì nó có cái nhạc nền. À,
chúng ta lưu ý nha, nó có cái nhạc nền cho nó du dương, cho nó nghe nó hay hay tai, tôi gọi là background music này. Đó thì sao, thì tôi lấy một cái file nào đó để tôi chuẩn bị sẵn rồi, và đương nhiên nó không có bản quyền nha, chúng ta lưu ý chỗ này. Có thể là tôi sẽ share luôn cái bộ thư viện này để cho các bạn làm cho nó dễ. Đấy. Rồi, kéo lên. Rồi, đấy cái file audio này nó có dung lượng nó có cái thời lượng là 1 phút 13 giây. Rồi, và bây giờ chúng ta xem nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ thiết kế như sau. Đây, chúng ta thấy này, đầu tiên là cái này đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ kéo cái file video vào đây trước. Đấy, tôi sẽ làm một cách rất là đơn giản này, có nhiều cách làm các bạn nha. Đây đoạn 1 này. Đoạn 1, đoạn 2 này, đúng không nào? Rồi tôi kéo cái đoạn 1 này vào đây. Đấy, vào cái chỗ này này, rồi tôi thả chuột ra. Rồi chờ nó một tí, đấy, nó đưa lên rồi đó. Đấy, chúng ta thấy đó. Nó đưa lên rồi đó. Đó, chúng ta kéo cái này ra để nó vừa cái file âm thanh. Cái file âm thanh chúng ta là 26,8 giây đấy, chúng ta thấy đó. Đó, chúng ta thấy ha. Rồi, kéo cái ở trên đó, nó vừa cái file âm thanh. Đấy, như vậy đó. Rồi, chúng ta lại tạo ra một cái pay nữa, là add pay này, tạo một cái pay nữa. Và tiếp tục đoạn số 2, chúng ta kéo thả vào cái đoạn số 2. Rồi, 31 đã nó nằm ở phía dưới, chúng ta cầm nó kéo lên trên. Rồi, tôi sẽ delete nó đi. Đấy, cái thao tác nó không có được chuẩn, là nó không đúng rồi. Đoạn số 2 này, đoạn số 2, bấm vào đây cũng được. Đừng bấm download, bấm nó kéo thả vào đây. Giờ cái pay 2 này chúng ta cầm, chúng ta kéo cho nó dài ra. Cái file âm thanh của chúng ta đến 30 mấy giây mà lại 33 giây này, đấy kéo dài ra. Giờ chúng ta cầm cái đoạn số 2 chúng ta thả vào đấy, nó gọi là Rato Zoom Music này. Đó, thả vào đây cũng được. Rồi sau đó chúng ta thấy là nó nằm không có đúng chỗ đúng không? Chúng ta cầm, chúng ta kéo thôi, đấy chúng ta thấy này. Kéo thoải mái. Rồi đó, kéo ha, coi là hết cái đoạn số 1 đến đoạn số 2. Rồi, bây giờ chúng ta chỉnh cái ở trên này cho nó khớp với cái nhạc ở dưới. Rồi, đấy, chúng ta thấy không? Rồi, ở đây này, chúng ta kéo cái cây này lại đây này, và chúng ta nghe thử coi nó có chuẩn cái khớp âm thanh hay không. Bấm đây, chúng ta play này. Hơi thở có mùi lạ. Đó, rồi, ở đây. Người Việt thường gặp phải. Hơi thở có mùi lạ. Rồi, như vậy là chúng ta nó phải trầm lên một tí, để cho cái âm thanh nó sẽ liên tục nhau. Đó, cho nó trầm lên một tí. Rồi, chúng ta nghe lại. Trong gần 2 tháng vừa qua, trước khi chia sẻ về sản phẩm nước súc miệng, tôi đề cập đến các vấn đề về răng miệng mà người Việt thường gặp phải. Hơi thở có mùi lạ. Rồi, hơi nhanh tí, cầm kéo qua một tí, cầm kéo bên phải tí. Đấy, và chúng ta canh cái âm thanh nó khớp với nhau một tí là được. Rồi, tương tự như vậy, mình phải chỉnh cái này lại cho nó sát với cả cái mép của cái file âm thanh. Đó. Rồi, lại bấm vào đây để mở một cái slide nữa. Mở một cái play nữa. Rồi, và kéo cái play này cho nó dài ra. Cho nó dài ra. Đoạn số 3 của chúng ta là nó đến là 32 giây. Đấy, ta thấy 32 giây đó. Rồi, đang cái vệt tím tím này như này, chúng ta đang chọn ở cái play số 3 đó. Nên là chúng ta cầm cái đoạn 3 chúng ta thả vào đây cũng được. Chả cần phải thả vào đây đâu, thả vào đây nó cũng hiểu được. Đó, rồi. Và đương nhiên nó nằm ở phía dưới. Ta thấy cái hạn đây, nó nằm phía dưới này. Chúng ta cầm, chúng ta kéo thôi. Đấy, kéo. Kéo. Rồi, bây giờ chúng ta khớp nối. Khớp nối làm sao để cho nó liên tục được cái âm thanh. Rồi chúng ta bấm play ở chỗ này này. Vi khuẩn trên lưỡi. Sâu răng. Sâu răng là bệnh lý phổ biến chỉ đứng sau. Rồi, ok. Đấy, ta thấy là rất là hay. Rồi, và chúng ta sẽ điều chỉnh cái này lại để cho nó vừa lại với cả nó khớp ở cái âm thanh ở đây. Có nghĩa là ở trên nó sẽ là có hình ảnh video ở đây và nó khớp với cả cái âm thanh ở dưới. Đấy, chúng ta để ý nha, hai cái này nó sẽ khớp lại với nhau. Rồi, hình ảnh thì nó sẽ đi chung với cả âm thanh một lượt. Rồi, tương tự như vậy lại chúng ta lại bấm vào đây. Tiếp tục là một cái bay số 4. Bay số 4 của chúng ta là tới 1 phút này. Và chúng ta kéo ra thôi. Cứ kéo ra. Đấy, chúng ta thấy kéo ra. Rồi, và bây giờ là đang chọn ở cái bay số 4 ha. Đấy, đang chọn đây này. Một tím mới chọn cái nào, nó màu tím mới chúng ta để thấy đấy. Còn cái mà không chọn là nó đâu có màu đâu. Nó màu xám đen đen, chúng ta thấy đấy. Rồi, đoạn số 4 cầm kéo thả vào đây. Rồi, và đương nhiên nó nằm ở phía dưới. Đó, chúng ta xem nha. Đây, 1 phút 02 giây.
Rồi chúng ta cầm, chúng ta kéo 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 rồi kéo kéo qua bên tay trái ha. Rồi rồi chúng ta kéo không được, ở đây nó vướng này, nó vướng cái đằng sau á. À thì sao, chúng ta cầm cái đằng sau lại, chúng ta lại kéo cho nó dài ra một tí, nó dài dư ra để chút nữa mình sẽ kéo lại nó gì đâu. Đây ra rồi, chúng ta cầm nó kéo kéo. Rồi cái chỗ nối này ha, cái nối của cái màu âm thanh của cái màu vàng và cái màu xanh nó quan trọng đó nha, nó phải khớp nhau. Rồi chúng ta kéo lên trước này và chúng ta play thử. Khô miệng do tuổi tác hoặc tác dụng của các loại thuốc cũng có thể dẫn đến sâu răng, lở miệng. Rồi tuyệt vời đấy, kéo đại mà cũng đúng đấy. Nó rất là khớp. Rồi và cái này nó dư thì sao, để chúng ta lại kéo cho nó sát lại. Ok rồi, tiếp tục lại bấm vào đây, bảy số 5 đấy, các bạn thấy không, làm rất là nhanh. Rồi như vậy ở đây số 5 chúng ta xem sơ cái số 5 nó là 50 giây thôi. Rồi cầm kéo qua bên tay phải 50 giây đấy, rồi xong. Và cầm cái số 5, đoạn số 5 cầm kéo thả vào đây. Rồi và đương nhiên lại nằm ở phía dưới 50,4 giây. Và chúng ta lại cầm kéo, kéo qua cái số 5 đấy, ta thấy rất là nhanh, cứ vậy thôi. Rồi đấy, tự nó nhảy lên, kệ nó ha, nó nhảy lên nó nhảy xuống nó đâu quan trọng đâu. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ sắp làm sao để cho âm thanh nó liên tục, lại kéo ra trước một tí và nghe. Lý do đấy tôi tìm đến nước súc miệng con gà trà xanh, nước súc miệng. Rồi như vậy là phải kéo cái này nó lên một tí. Rồi xong đấy, rồi kéo cái này nó sẽ lùi lại một chút đấy. Rồi tiếp tục lại bầy số 6 vào đây, bấm vào đây. Rồi và chúng ta xem bầy số 6 là có 10 giây thôi. Ok, kéo ra, kéo cái bầy số 6 ra. Chúng ta thấy rằng rất là dễ, rộng. Xong và đoạn số 6 kéo thả vào đây. Rồi và đương nhiên nó nằm ở phía dưới, chúng ta cầm kéo lên. Đây 10,8 giây đây. Đấy, cứ cầm kéo ra đằng sau. Đấy các bạn thấy nó đâu có gì đâu khó đúng không ạ. Rất là dễ. Như vậy là mình sẽ chuẩn bị cái âm thanh trước. Rồi đây, rồi và nghe thử, kéo ra trước một đoạn nghe thử. 9% giúp hơi thở thơm mát suốt 24 tiếng, bảo vệ núm, ngừa sâu răng. Hướng dẫn sử dụng sau khi đánh răng, rồi súc miệng. Ok, như vậy là rất là phù hợp rồi. Đấy, kéo sát vào đây. Đấy, rồi như vậy là âm thanh coi như là xong. Như vậy là tổng tới bây giờ chúng ta thấy này, như vậy là 3 phút 23 giây, rất tuyệt đúng không ạ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ xử lý ở trên. Đấy, bấm xử lý cái chỗ này này, bấm vào đây. Rồi thì cái này là gì, là cái đoạn giới thiệu chỗ này, giới thiệu chỗ này. Và chúng ta nhìn sơ phát là hình, nhìn sơ một cái hình ấy, là cái hình đây, bấm email nói về cái vấn đề là dẫn nhập đúng không ạ, dẫn nhập cái gì đó. Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid rồi gì đó, nước súc miệng, trà xanh, rồi trải nghiệm tôi có được. Rồi ok, như vậy là gì? Là trong cái phần hình ảnh cũng như là video là gì? Là mình hoàn toàn chưa có. Thì bây giờ mình làm sao? Đây mình bấm trong phần Element này. Element, đấy, là đấy ha. Rồi trong phần Element thì sao? Mình gõ vào đây, chữ ví dụ như là chữ là Smile đi, là nụ cười, đúng không? Đây, Happy Smile này, nụ cười. Đấy nó ra rồi đó, nhưng mà bấm vào trong phần video đây, nó ra ôn đúng không, nó ra ôn, chúng ta bấm vào video này, hoặc là thích là graphic hoặc là thích photo thì chúng ta lấy tùy các bạn nhé. Đó, tôi bấm video luôn đấy, để xem là nụ cười hạnh phúc của nó có gì hay không. Rồi cái âm thanh này của chúng ta kiểm tra này, cái âm thanh này của chúng ta nó là mấy chục giây gì đó mà thôi kệ, chúng ta kéo đi ha. Rồi quay cận miệng thì tốt, còn nếu không thì đây, kéo thả vào đây. Rồi chúng ta xem nha, để chúng ta xem này. Như vậy là cái màu tím ở dưới là cái âm thanh, chúng ta để ý nha, cái màu tím ở dưới là cái âm thanh, còn ở trên là hình. Rồi ok, rồi chúng ta kéo để cho nó vừa với cả cái khung màu trắng. Rồi ok, chúng ta kéo lên trên và chúng ta play thử này. Chào bạn, với mong muốn có được hơi thở thơm mát cũng như công cụ hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid, tôi đã may mắn tìm gặp được sản phẩm nước súc miệng con gà Black Tasty trà xanh. Trong video này tôi chia sẻ đến bạn những trải nghiệm mà tôi có được khi sử dụng nước súc miệng này trong gần 2 tháng vừa qua. Trước khi chia sẻ về sản phẩm nước súc miệng, tôi đề cập đến các vấn đề về răng miệng mà người Việt thường gặp phải. Hơi thở có mùi lạ, ít người biết.
Rồi, ok, như vậy là cái file này của chúng ta nó sẽ nó ngắn hơn rồi ha. Nó ngắn rồi, để cho tôi thử cầm tôi kéo thử cho nó khớp âm thanh ở dưới luôn. Đó. Đó, video thì đương nhiên là mình không kéo được rồi. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ tôi sẽ Ctrl Z lại. Rồi mình tìm cái nào là cái smile nhá. Rồi đây. Đó, là 1 phút mấy đây, chúng ta cầm nó kéo xuống dưới đây. Ok. Rồi đó, chúng ta thấy này, như vậy là cái video nó dài hơn cái hình ở dưới, à cái âm thanh của mình. Đây chúng ta vô lại cái audio ha. Audio của mình nó có 26 giây thôi. Mà trong khi đó nó là gì, là cái hình của mình nó tới là 1 phút 12 giây. Đây cái chỗ này này chúng ta xem là 1 phút 12 giây. Rồi như vậy là 26 ha, 26 chúng ta bấm double vào đây và chúng ta sẽ cắt nó ra. À, bạn lưu ý nha. Giờ chúng ta sẽ xem là cái cách mà tôi cắt, à, cách mà tôi cắt nó ra nó như thế nào. Các bạn xem. Đây, crop này. Đấy, chúng ta xem crop ha. À không, không phải crop mà là đây, cái kéo này. Bấm vào cái kéo này các bạn này. Rồi, chúng ta nhớ nhá, 26 giây chỗ này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta điều chỉnh. À, tôi thích điều chỉnh ở đằng sau các bạn ạ, 26 giây này. 26 giây. À, 26 giây đúng ha. Rồi, ok. 26 giây. Rồi, thả chuột ra. Đấy, như vậy là cái video ở trên là nó bằng với cái âm thanh ở dưới liền. Đấy, giờ bấm đòn này. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, nó khớp luôn. Chúng ta thấy không? Rồi, chúng ta bấm play ở đây. Trước khi chia sẻ về sản phẩm nước súc miệng, tôi đề cập đến các vấn đề về răng miệng mà người Việt thường gặp phải. Hơi thở có mùi lạ. Rồi, ok, thì mình có một cái dòng chữ ở đây ha, mình có một cái dòng chữ gì đó cho nó chạy ở đây. Chúng ta vô trong cái phần text này. Trong phần text đó, lấy những cái text mà có sẵn ở dưới đây này, tôi hay lấy. Chứ còn nếu không thì chúng ta để chữ S ở text ở headline đây cũng được, heading đây cũng được phải không? Mà tôi lấy cái chữ có sẵn ở dưới đây luôn. Đấy, rồi. Này, cái này đơn giản này. Rồi, chúng ta bấm vào đây. Kéo nó vào thôi. Kéo nó vào khung hình của mình. Đấy, rồi. Ok. Rồi, xóa đi và mình viết vào. À. Rồi, ok, chúng ta chọn hết này. Và chúng ta nhớ là cái chữ này này, tại vì chữ chúng ta chữ tiếng Việt mà chúng ta chọn là Times New Roman này. Times New Roman chỗ này này. Rồi, và cái cỡ của nó ha, cái cỡ chữ mà tới 310 mười mấy này là quá lớn các bạn nhá, chọn vào chỗ này. Và chúng ta chọn hết cho nó nhanh. Và đa phần là tôi chọn ba mấy bốn mấy thôi, đây tôi chọn 36 này. Ồ, 36 nhỏ quá. Như vậy là mình sẽ chọn là bấm vào đây ha, mình sẽ chọn là 56. Rồi ok, kéo xuống dưới đây. Đấy, nó hơi mờ ha, từ từ mình sẽ xử lý từ từ các bạn nhé. Rồi ok. Đấy, rồi đấy, rồi mình chỉnh lại cái màu. Đấy, tôi cho cái màu này. Rồi, đấy các bạn thấy này. À, cái màu này là cái màu chữ mà cái màu chữ nó không có lên. Đấy, bấm lại một cái màu khác, màu vàng đây, màu vàng đây. Rồi. Rồi cái chữ này, cái kiểu chữ này nó không phù hợp với các bạn ha. Rồi mình sẽ lấy cái chữ khác, mình lấy cái kiểu chữ cho nó màu nó nổi, ví dụ chữ này này. À rồi ok, đây tôi lấy cái này luôn. Rồi ok, bỏ cái này đi ha, mình bỏ cái chữ sale ở dưới lên, tôi lấy cái này thôi. Nước súc miệng. Giờ chọn Ctrl A và mình chọn phông chữ và đây mình chọn là cỡ chữ à 72 đi. Rồi ok. Đấy, nó chọn hết ha, tại vì nó còn cái thành phần mà nãy mình xóa đó, mình bấm vào đây mao phải này, mình ấn rút này. Ấn rút rồi xong rồi mình xóa cái ở dưới, cái ở dưới này đấy, mình xóa cái ở dưới này. Rồi nước súc miệng đây được rồi. Ok. Rồi và bây giờ mình không thích màu vàng nữa, mình cho nó màu xanh này đi. Đấy, được rồi đó. Rồi, ok, được rồi đó. Rồi ngoài ra trong cái element này này, để trong cái phần graphic này này, mình thích
mình thích là mình cho cái thành phần nào đó mình vô thì tùy mình thôi. Đây ví dụ như này ha, ví dụ như thế này để mình trang trí thêm cho nó sinh động hơn các bạn. Rồi ok, rồi cái chữ này ha, mình muốn cho nó bay nhảy thì mình chọn vô trong cái phần là đây, trong phần effect nhé. Đấy, tôi thử xem là neon hay neon hay cái gì ha. Đây là hiệu ứng, đây là hiệu ứng tĩnh thôi. Tôi muốn hiệu ứng động thôi, tôi bấm vào đây này. Rồi tôi cho animation này. Đấy các bạn ha, animation đó. Tyrite đi. Rồi ok. Là kiểu mà gõ máy, đánh máy đó. Rồi bây giờ mình play lại này các bạn xem này. Có được hơi thở thơm mát cũng. Rồi, kéo nó lại từ đầu ha, coi hiệu ứng chữ nào luôn. Rồi. Chào đấy. Bạn, với mong muốn có được. Đấy các bạn thấy không? Rồi được ha. Rồi xong cái đầu. Rồi cái thứ hai tiếp tục cái slide tiếp theo. Đây chúng ta bấm vào đây. Thì cái này chúng ta có hình rồi đúng không? Chúng ta kéo photo này. Upload này. Chúng ta bấm upload này cho chúng ta vào phần email này. Rồi chúng ta xem là gì. Đầu tiên là hơi thở có mùi lạ này. Hơi thở có mùi lạ đây. Chúng ta cầm hình này chúng ta kéo chúng ta thả vào đây thôi. Thả vào đây. Đấy, chúng ta thấy hình thì đương nhiên nó sẽ khớp luôn à. Nó sẽ khớp luôn cái thời gian của cái này rồi. Đấy, chúng ta thấy nha, hơi thở có mùi lạ này. Rồi ok, chúng ta lại gõ chữ vào. Bây giờ muốn gõ nhanh thì sao, chúng ta qua đây chúng ta copy. Đấy, chúng ta copy Ctrl C này qua bên này. Rồi chúng ta bấm vào đây Ctrl V. Đấy, ví dụ như là mình gõ vào hơi thở có mùi lạ. Đấy, và để xem là nó chạy luôn hiệu ứng không nhá. Rồi chúng ta bấm play này. Gặp phải hơi thở có mùi lạ, ít người biết hôi miệng cũng có tên khoa học gọi là halitosis. Hôi miệng cũng là lý do khiến không. Rồi đấy bạn thấy không, tôi chỉ làm rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi muốn là gì, muốn cho cái phây thứ nhất này này đó, nó qua phây thứ hai mà nó có chuyển hướng một tí, nó có chuyển động một tí đó, thì chúng ta bấm vào dấu cộng này. Dấu cộng này chúng ta bấm là chúng ta bấm đây add transition. Bấm transition ha. Rồi ví dụ như là nơi ít kệ nó. Đây cho lật trang dạng slide này. Rồi duration thì chúng ta để 0.5 hoặc là 0.1 từ trên xuống dưới đi. Trên xuống dưới đi. Dưới lên trên đi. Rồi dưới lên trên đi. Rồi và chúng ta kéo cái thanh cuộn này nó ra chỗ đây, bắt đầu là chúng ta xem thử cái hiệu ứng nó như thế nào. Nó gọi là hiệu ứng chuyển trang. Có là hết trang thứ nhất nó qua cái trang thứ hai nó có cái hiệu ứng chuyển trang. Chúng ta bấm đây. Người Việt thường gặp phải hơi thở có mùi lạ. Ít người đấy. Đấy, ok rồi các bạn. Rồi, tiếp tục đó là gì? Xong cái hơi thở rồi, hơi thở mùi lạ rồi, đến sâu răng. Sâu răng chúng ta vô trong cái phần upload. Rồi, thì mày sâu răng chúng ta xem sâu răng đây. Sâu răng có luôn rồi. Bấm qua đây trước ha, rồi bấm kéo qua đây. Đó. Rồi, kéo vô đây. Rồi. Bây giờ và chúng ta sẽ copy cái chữ. Đấy, Ctrl C qua cái phần sâu răng ở đây và Ctrl V vào đây. Rồi, và chúng ta gõ là sâu răng. Đấy, chữ nó hơi bị mờ ha, chúng ta bấm vào chữ A này. Chúng ta chọn một cái màu khác đi, màu đỏ rực đi. Rồi, ok. Đỏ rực thì chắc là rồi ok. Đấy. Rồi, đấy chúng ta thấy đấy. Đây là một hình ha, một hình cho tất cả các file âm thanh ở dưới. Ngoài ra chúng ta có thể co nhỏ cái này lại và chúng ta cho nó chạy nhiều hình. Các bạn để cái chỗ này nha, cho chạy nhiều hình cũng được, đâu sao đâu ha. Tôi hơi bị lười và tôi làm demo cho bạn xem mà, thì tôi để một hình thôi. Rồi tiếp là đến lở miệng. Đấy, chúng ta thấy lở miệng này. Lở miệng đây. Lở miệng hay là nhiệt miệng đấy, bấm qua đây. Rồi chúng ta kéo cái hình này vào. Rồi kéo cái hình nhiệt miệng vào. Rồi và hình như nhiệt miệng tôi có hai hình. Hai hình đây. Rồi ok, thế bây giờ tôi sẽ làm luôn. Rồi ở đây là cái màu xanh lá ở dưới cái file âm thanh này. Rồi bây giờ là tôi sẽ cầm cái này tôi kéo nó lại. Tôi cầm cái này tôi kéo nó lại ha. Rồi ok, và tôi bấm dấu cộng ở đây, tôi thêm pay. Đấy, thêm một cái pay. Đấy, và kéo cái pay này để cho nó đúng cái file âm thanh của mình ở phía dưới. Đấy, chúng ta để ý cái chỗ này nha, rất là để ý cái chỗ này. Rồi ok. Như vậy là cái file này nó hơi bị chồng ha, nó hơi bị chồng thì sao, thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại một tí, cầm cái file âm thanh này kéo ra sau một tí. Đấy. Rất là đơn giản các bạn ha. Rồi, kéo cái này ra sau nữa. Rồi, ok, bắt đầu đưa thêm một cái hình số 2 vô đây, là cái hình này. Là cái hình này. Rồi, ok. Đấy các bạn thấy không?
dễ như ăn kẹo. Rồi, ok ha các bạn ha. Rồi, và đương nhiên cái chỗ này mình sẽ bấm vô dấu cộng đây, mình bấm Add Transition và mình sẽ thêm hiệu ứng khác một tí đi. Tròn này đẹp. Rồi, ok, cũng 0.5 ha. Rồi, ok, có nghĩa là nó hết cái slide sâu răng này. Mình bấm play ở đây. Tác hoặc tác dụng của các loại thuốc cũng có thể dẫn đến sâu răng, lở miệng. Rồi, ok, tuyệt vời. Đấy, chúng ta thấy đó. Rồi, và cứ như vậy cho đến hết. Đấy, các bạn nha, cứ như vậy cho đến hết. Đó. Ok, đến cái đây file đây thì tôi sẽ tạm dừng cái chỗ này được rồi. Nó tùy vô cái mức độ mà tỉ mỉ tần mần của các bạn. Các bạn lưu ý cái chỗ này nha, tỉ mỉ tần mần của các bạn như thế nào mà thôi. Đấy, thì cứ kéo là bỏ hình vào đây thôi. Đấy, ta để ý thấy là chúng ta thêm chữ này. Quan trọng là ta thêm chữ các bạn ha, và đặc biệt là cái element chúng ta thêm một số các thành phần khác nữa, ví dụ như graphic và ví dụ như photo ở trong này, photo có sẵn này. Đấy, chúng ta không thích cái hình mà chúng ta tìm kiếm trên Google á, chúng ta vô phần photo ở đây. Đấy, rất tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi, thì ở cái bước số 4 này tôi tạm dừng ở đây các bạn nhé, thì các bạn sẽ tỉ mỉ tần mần ở chỗ này, thì chúng ta làm thì chăm hay không bằng tay quen, thì tôi tin chắc rằng thì các bạn sẽ làm được cái chỗ này thôi. Rồi, chúng ta cố gắng và quyết tâm các bạn nhé. Rồi, ok, như vậy là đến đây là tôi đã cùng với các bạn đã biên tập xong rồi. Để chúng ta chuyển vào bước thứ 5, đó là xuất video và upload lên trên kênh YouTube. Ở cái bước số 5 này sẽ có hai ý. Thì chúng ta lưu ý cái thứ nhất là chúng ta xuất ra cái file video, và đương nhiên là xuất từ cái trình Canva. Và ở cái ý thứ hai đó là gì, là một vài cái lưu ý về đặt tiêu đề, rồi về đặt miêu tả và chèn link, và một vài cái từ khóa, một vài cái thẻ tắt ở trong cái quá trình chúng ta upload lên trên YouTube như thế nào đó, thì tôi sẽ chia sẻ các bạn ở cái bước số 5 này. Tôi xin được phép nhắc lại, đó là xuất video và upload lên trên kênh YouTube, đó là hoàn thiện rồi đấy. Rồi, chúng ta bắt đầu các bạn nhé. Rồi, và bây giờ là bước số 5, chúng ta sẽ xuất video ra và upload lên trên YouTube. Thì chúng ta làm á, thì cái Canva này nó hay, trong quá trình chúng ta làm á, nó sẽ tự động nó lưu ở trong cái mục là On Your Design. Chúng ta lưu ý nó tự động nó lưu ở trong này. Đó, đây là cái nước xúc miệng này tôi làm này các bạn này. Rồi thì bây giờ ta bấm vào đó, nó mở lên cái trình chỉnh sửa như trong lúc của chúng ta làm ban đầu đó. Rồi thì bây giờ ta bấm vào download đây. Thì chúng ta lưu ý đây là bản Canva Pro, do đó là gì, nó cho chúng ta download xuống cái chất lượng là high quality video. Ở đây cụ thể đó là Full HD đó, 1920x1080. Chúng ta lưu ý cái chỗ này, chúng ta bấm vào đây này. Rồi đây nó chọn hết rồi này. Rồi và chúng ta bấm download ở đây. Đấy, chúng ta lưu ý ngay, chúng ta bấm download ở đây này. Ở đây nó chọn là suggested, có nghĩa là nó đề xuất là cái file MP4 video này. Chúng ta lưu ý chúng ta chọn cái đề xuất này. Rồi và chúng ta bấm download ở đây. Thì tùy theo cái số lượng page ở đây này, slide này, và nói chung là một vài yếu tố khác nữa, thì nó quyết định được cái file video của chúng ta là cái dung lượng lớn hay nhỏ, và từ đó là gì, là cái thời gian chúng ta chờ đợi ở đây nó là lâu hay mau. Chúng ta lưu ý cái chỗ này. Nhưng mà cá nhân tôi thì đâu đó thấy được khoảng là từ 3 cho đến 4 phút video, vừa có video mà vừa có âm thanh á, thì chỗ này thì độ khoảng là 5 phút chờ ở chỗ này 5 phút. Rồi, đấy các bạn lưu ý chỗ này nha. Đấy, cái thao tác xuất video nó chỉ có như vậy thôi các bạn ạ. Đó, chúng ta nhớ chúng ta đặt cái tên đây thì như tôi nói đặt ngay từ ban đầu rồi. Đấy, trong cái quá trình mà đặt tên ấy, các bạn lưu ý tôi cũng đã đưa cái từ khóa là nước súc miệng vào đấy. Thì đáng lý tôi phải gõ là giới thiệu nước súc miệng là Colgate Fresh Tea trà xanh mới đúng. Đấy thì coi như cái từ khóa của mình là nước súc miệng Fresh Tea trà xanh. Chúng ta lưu ý chỗ này, có nghĩa là gì, là cái chủ đề lớn á và cái từ khóa đó là cho chúng ta đặt trong cái tên này luôn. Thì khi đó thì sao, nó sẽ lưu cái file này về này với cả cái tên là giới thiệu nước súc miệng Colgate Fresh Tea trà xanh .mp4. Chúng ta lưu ý ha. Còn nếu mà lỡ rồi như tôi như này này thì chốc nữa về thì tôi phải mau phải một cái file đó tôi đổi lại tên. Chúng ta lưu ý cái chỗ này. Rồi và khi đó thì sau khi chờ một thời gian thì tự nó bung ra cái bảng này, cái bảng mà lưu kết quả về CSS này, thì chúng ta sẽ đây đó, tôi sẽ đổi tên này lại Colgate Fresh Tea trà xanh. Đó, đổi chỗ này luôn các bạn nhé. Rồi
mặc định là Cell S2 là cái đuôi nó là MV4 rồi lưu ở trong đây. Rồi chúng ta bấm xem. Rồi như vậy là gì? Như vậy là cái kết quả nó về rồi các bạn. À, chúng ta lưu ý chỗ này nha, kết quả nó về rồi đó. À, đây. À, rồi đây cái file nó lưu nằm ở dưới đây này. Còn nếu mà không chúng ta bấm vào chỗ ba chấm ở đây này, chúng ta bấm là download ở đây này. Đó, rồi thì sao? Chúng ta bấm vào đây, chúng ta mở nó lên này, mở nó lên đây. Đó, rồi chúng ta sẽ kiểm tra một tí ha, ba file vào đây, 16 mb này. Cái file của mình có 3 phút thôi. Rồi property này. Rồi và chúng ta bấm vào detail này. Đấy, chúng ta thấy này, đây, tỷ lệ đúng là full HD rồi này. Full HD rồi đó. Rồi, khung hình là 30 khung hình nhân giây. Rồi và chúng ta nhấp đôi chuột và chúng ta sẽ xem cái thành quả của chúng ta. Đó, ta để ý ha. Có được hơi thở thơm mát cũng như công cụ hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID, tôi đã may mắn. Rồi, ok. Đó, bây giờ thì bước tiếp theo nữa đó là gì? Đó là chúng ta phải làm một cái thumbnail. Chúng ta lưu ý cái chỗ này các bạn nha. À, chúng ta lại tắt cái trang này đi, chúng ta lại bấm vô trong đây, bấm chỗ này này, design này, chúng ta gõ vô là YouTube. À, chúng ta nhớ phải có cái thumbnail các bạn nha. Đây, YouTube thumbnail này. Đây, chỗ này này các bạn này. YouTube thumbnail nha, là cái hình đại diện mà khi chúng ta upload video lên đó các bạn. Rồi, ok. Thì ở đây nó ra rất là nhiều này. À, nó ra rất là nhiều này, chúng ta lưu ý này. Thì nó có rất là nhiều cái kiểu hình để chi để người ta click vô, người ta bấm vô, người ta xem đó các bạn. Thì riêng cá nhân tôi á, thì cũng thích là đơn giản là ở bên đây nó là một cái hình đại diện sản phẩm này, và bên đây nó đặt cái chữ này, nó đơn giản như này. Còn ngoài ra ở dưới đây các bạn thấy là rất là nhiều mẫu được các bạn nha, rất là nhiều mẫu, có chỗ nào free là tài khoản free có thể dùng được, còn cái nào mà đây ví dụ như cái này không có chữ free này thì bắt buộc tài khoản pro mới dùng được. Thì cái tài khoản như của tôi là pro rồi. Rồi đây mình đặt tên này, nước súc miệng đó, YouTube thumbnail. Đấy, chúng ta lưu ý chỗ này nha. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy một cái hình nào đó ra. Tôi lấy một cái hình nào đó ra. Đây, ví dụ như cái này. À, đây, ok. Rồi, ok. Thì sao chúng ta xem này. Ở đây á, ở bên tay phải đây đó là cái gì? Nó là một cái hình nền. Đây, nó là một cái hình nền này. Đó, chúng ta thấy không? Rồi, thì sao chúng ta sẽ bấm xóa nó đi. Và chúng ta sẽ thay bằng cái hình của sản phẩm chúng ta vào. Đây, bấm email này. Cái hình của sản phẩm. Đây, à. Rồi, ok, chúng ta kéo lớn lên. Vừa ngay vào cái khung này. Vừa ngay vào cái khung này. Đấy. Rất là đơn giản, gọn nhẹ như vậy thôi. Rồi, position này, ta cho nó nằm phía dưới. Rồi, to back luôn. Rồi, và đây là gì? Chúng ta sẽ đổi lại cái tên. Đổi lại cái tên, đây. À. Ví dụ như là nước súc miệng. À, hỗ trợ ngăn ngừa COVID-19. Đấy, mình đặt cái tên mình theo chen một tí các bạn nha. Hoặc là mình nêu ra những cái đặc điểm mà lớn của nó đó, thì chúng ta lưu ý. Rồi, ok. Và ở đây là gì? Tôi cho cái chữ nó lớn lên này. Để nó vừa với cái vệt xanh xanh ở đây các bạn này. Đấy, rồi ok. Và đương nhiên là gì? Chúng ta sẽ cho nó canh đều như này đi. Rồi, và không thích màu trắng nữa, mình thích cái màu nào cho nó đầy, đấy, cho nó gây ấn tượng tí. Đấy, chúng ta lưu ý đó. Rồi, và cái file này đó là chúng ta sẽ xuất ra. Đây, bấm download này. Đây, PNG này các bạn lưu ý nha. Và cái size này chúng ta cho lên độ khoảng là 2 đến 3. À, tôi thường cho 2 như này này các bạn này. À, 2 đó, cái size cho nó kích thước nó lớn này. Rồi, chúng ta lưu ý nha. Rồi, chúng ta bấm download. Rồi, và cũng lưu về để trong cái thư mục của cái file video hồi nãy. À, để trong cái thư mục của video hồi nãy đó là nước súc miệng. Đây, để trong này luôn. Rồi, ok. Đấy, thì sao thì cái này đó là cái thumbnail á, là chúng ta đây tôi nói ví dụ như đây. Khi mà chúng ta trước khi chúng ta nhấp vô một cái hình đó thì thấy chúng ta bị ấn tượng bởi hai thứ. Một là cái thumbnail ở đây này, hai nữa là chúng ta để ý là chúng ta thấy là cái câu tiêu đề ở đây. Đấy, nhưng mà cái hình thumbnail là quyết định nhất. Chúng ta thấy đó, à, hình thumbnail đây, cái tiêu đề này, đang làm việc thì banh tới chân thanh niên thực hiện cú sút đi vào lòng đất. Nhưng mà cái thumbnail của nó này, những pha thể hiện đi vào lòng đất, chúng ta thấy đó. Cho nên á, là cái thumbnail này rất là quan trọng, nên chúng ta phải design và design bằng Canva. Chúng ta lưu ý ha, thì trong Canva nó có sẵn những cái template rất là đẹp, chúng ta lấy ra.
thì tùy theo cái gu của mỗi người và trong cái quá trình mình làm á, thì mình biết cái thumbnail nào thì sao cái tỷ lệ click nó tốt. Đấy thì một cái vấn đề mà lưu ý các bạn nhớ cái chỗ này nha. Rồi bây giờ chúng ta mở cái gì lên này, đấy đúng không ạ, cái độ phân giải nó tấm hình rất là to, chúng ta thấy này. Đó, bây giờ nha, tôi sẽ kiểm tra cho các bạn xem này. Đấy, property này, một cái tấm hình đơn giản như vậy thôi, dung lượng nó hơn 1 MB này. Và kích thước đó các bạn xem này, đấy kích thước ha. Rồi ok, và bây giờ là gì, chúng ta vào YouTube và chúng ta sẽ tải video lên. Rồi tôi nói về cái tải video một tí là hoàn tất cả cái bước số 5 này, bạn lưu ý nhá. Đây, giờ cái khung này là khung tải video đúng không ạ? Rồi bây giờ là gì, là chúng ta tìm đến cái video đây, giới thiệu nước súc miệng đây. Rồi chúng ta cầm, chúng ta kéo vào thôi, chúng ta kéo vào thôi. Rồi ok, à đây gõ tức là có dấu các bạn nha, nó làm một cái câu gì đó mà nó chứa cái từ khóa mà tôi đang muốn hướng đến là nước súc miệng con gáp fresh chi trà xanh đó, được ha. Rồi một loại nước súc miệng hỗ trợ phòng ngừa COVID-19. Rồi ở dưới đây, nước súc miệng, rồi đó, con gáp fresh chi trà xanh. Chúng ta gõ một cái đoạn văn để chúng ta thấy tại sao nó để cho đây là 5.000. Đó là chúng ta để à, như vậy là chúng ta gõ một cái đoạn văn, nó gọi là summary. Summary có nghĩa là một đoạn văn rút gọn về cái file video của mình đó các bạn ạ. À, và nó chứa cái từ khóa, nó chứa hai lần cái từ khóa này, lặp lại các bạn nha, lặp lại cái từ khóa này hai lần. Đấy, vừa xuống hàng là gì, chúng ta chèn cái đường link của cái website hoặc là đường link của cái blog mà nói về cái bài viết này. Chúng ta để ý cái chỗ này cho tôi nhé các bạn nha. Đấy, bài viết dạng blog là nói về chi tiết cái sản phẩm này, chứ đừng có chèn cái đường link mà đưa về trang chủ. Đấy, đây, thêm ảnh nhỏ này. Đó, ảnh thu nhỏ là cái ảnh thumbnail ấy, chúng ta bấm vào đây. Đấy, chúng ta lưu ý cái chỗ này này. Rồi, vô trong đây và tìm cái hình đưa lên. Đấy, tìm cái hình đưa lên. Đây, nó đây. Rồi, ok. Đấy, đưa lên rồi đó. Rồi, và chúng ta bấm tiếp. Chúng ta bấm xem nha. Rồi, thêm phụ đề, hình kết thúc. Mấy cái này thì có thì tốt các bạn nha. Không có thì chúng ta sẽ cấu hình sau. Rồi, không phát hiện vấn đề nào về cái bản quyền. Rồi, mình đâu có đụng chạm bản quyền đâu. Rồi, cái này để chúng ta lưu ý này, chúng ta để cái chỗ độ là công khai. Công khai chúng ta để ý nha. Đó, rồi, còn ở dưới đây là đặt cái chế độ công chiếu ngay ấy. Có nghĩa là những cái file video giống kiểu hẹn trước các bạn. Còn cái video này chúng ta chỉ cần đơn giản upload lên trên kênh YouTube chúng ta thì không cần. Đó. Rồi đây chúng ta thấy là cái video nó lên này, chúng ta để ý, chúng ta thấy này, đó, có cái hình thumbnail này, có cái câu chữ này. Đấy, chúng ta thấy không? Và cái đường link này bây giờ chúng ta copy và rồi chúng ta share trên Facebook được rồi đó các bạn. Rồi, tôi bấm xuất bản này. Đấy, chúng ta lưu ý cái chỗ này nha. Đấy, thế là xong. Thế là chúng ta hoàn thành xong cái bước đó là upload cái video lên trên YouTube. Thì trong bước upload video trong YouTube này thì tôi nhấn mạnh lại một vài cái ý quan trọng chỗ này các bạn lưu ý. Cái thứ nhất là gì? Là chúng ta phải có hình thumbnail. Cái thứ hai là cái cách mà chúng ta đặt cái tiêu đề, và đặc biệt nữa là gì, là cái miêu tả. Chúng ta viết thành một cái đoạn văn, đương nhiên là 5.000 từ tôi thấy là hơi khó, nhưng mà dao động đâu đó cũng phải từ 200 đến 300 từ. Ở dạng đó là summary, có nghĩa là tổng hợp để viết ngắn gọn lại nữa các bạn, của cái bài viết của chúng ta đó. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chèn cái đường link, là đường link bài viết blog của cái sản phẩm nước súc miệng này. À, chúng ta lưu ý. Rồi, đến chỗ đây là xong, và chúng ta lấy cái đường link này bắt đầu chúng ta đi chia sẻ được rồi. Ok các bạn nha. Đấy. À, rồi thì đây là cái bước số 5 mà tôi đã hoàn tất. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Rồi, đến đây như vậy là xong, hoàn tất 5 bước. Tôi xin được phép là nhắc lại 5 bước như sau. Ở cái bước số 1 đó là thì chúng ta soạn kịch bản. Ở cái bước số 2 đó là chúng ta chuẩn bị nguyên vật liệu bao gồm hình ảnh và video liên quan đến sản phẩm. Ở cái bước số 3 đó là gì, chúng ta chuyển văn bản thành giọng nói hay là giọng đọc. Ở cái bước thứ 4 nữa, chúng ta dùng Canva để chúng ta thiết kế lên một cái file video. Và ở cái bước số 5 là chúng ta xuất file video và đưa lên trên YouTube. Như vậy là đến đây là tôi đã hoàn thành xong cái bài chia sẻ. Cái bài chia sẻ đó là làm cái file video phải giới thiệu sản phẩm mà không cần phải sử dụng cái khuôn mặt và không cần sử dụng cái lời nói của bạn để làm một cái file video giới thiệu sản phẩm là như thế nào. Và tôi rất rất là mong rằng, và tôi rất là chúc bạn là gì, là sẽ hoàn thành được một cái file video để giới thiệu một cái sản phẩm mà bạn đang có, để rộng rãi ở nhiều người ngoài kia.
Nếu cái file video này thấy hay và hữu ích, tôi xin phép được có cái lời kêu gọi các bạn nhé. Thì bạn hãy mạnh dạn bấm vào cái nút đăng ký kênh để coi như đó là một cái lời động viên khích lệ tinh thần tôi tiếp tục ra những cái file video như thế này, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm kỹ năng đến bạn. Và tôi cũng rất là vinh dự và tôi cũng rất là hạnh phúc khi được làm điều đó, để tiếp tục chia sẻ những cái kiến thức, những cái gì mà tôi biết, những cái gì mà tôi làm đến cho bạn, và mong rằng nó phục vụ tốt được cho cái công việc của bạn. Một lần nữa chân thành cảm ơn cái sự theo dõi của các bạn. Nếu thấy cái video này hữu ích, hãy bấm đăng ký kênh. Và nếu muốn trao đổi, chia sẻ cái gì đó, ý kiến gì đó với tôi, thì ở phía dưới nó có một comment á, các bạn mạnh dạn các bạn để lại ý kiến trong một comment đó các bạn nhé. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.